Anh đẹp trai à, free nha. Ỉ, giỡn hoài chị hai, làm gì có đồ free. Có Shopee free, nhận free 250k ngay khi tại app Shopee. Shopee tặng bạn free 250k tại app Shopee nha. Nhận free 250k Shopee. Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi giải đấu AIC 2022. Trước mắt chúng ta đang là một trận đấu vô cùng quan trọng của đại diện còn lại của Liên Quân Mobile Việt Nam là VGaming, khi đối thủ của họ là Bacon tại bảng D Tử Thần trong giai đoạn 2 này. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn đến nhà tài trợ nền tảng thương mại điện tử Shopee đã đồng hành cùng AIC 2022 mua rẻ hơn tại Shopee. Và ngoài ra chúng tôi cũng xin được cảm ơn nền tảng Buya Live được phát triển bởi Garena với nhiều tính năng hấp dẫn bên cạnh việc livestream game chơi có đội quẩy có hội cùng Buya. Và chúng ta cũng vừa mới được xem qua đội hình đến từ bên phía của Bacon Time. Tham dự trận đấu này vẫn là 5 cái tên rất quen thuộc đến từ bên phía của Bacon Time. Với chúng ta cũng là 5 cái tên quen thuộc: Hàn, Hoàng Tân Đê, Marit, Quang Hải và Bird LB. Như vậy là chúng ta có lẽ là cũng rất đáng tiếc khi để lỡ mất một chiến thắng trước đội tuyển Mad Team. Và vì vậy nên trận đấu này lại càng có ý nghĩa hơn, ít nhất là một điểm để cho VGaming có thể đi tiếp. Và hơn thế nữa, chúng ta cần một trận đánh hay đến từ bên phía của VGaming. Đây đang là key player của đại diện đương kim vô địch bên phía Thái Lan giải đấu APL, đó là Muwan, người chơi ở vị trí xạ thủ với 3 vị tướng nổi bật là Elsu, Kafeni và Hayat. Điểm KDA của Muwan không phải là quá cao khi nó chỉ là con số 5 mà thôi. Tuy nhiên thì lượng vàng chênh lệch giữa anh ấy và người đi cùng vị trí là khá ổn, cũng như là lượng sát thương tạo ra đến từ vị trí của Muwan cũng là rất chất lượng. Trong khi đó thì key player được lựa chọn ở bên phía VGaming sẽ là Han với hai con bài là Thên cùng với Tachi. Thì thậm chí là điểm KDA của Han còn cao hơn cả người chơi xạ thủ ở phía bên kia là Muwan với điểm 6.7. Và lượng chênh lệch vàng của Han cũng là rất đáng chú ý giữa những vị trí trợ thủ. Và hơn thế nữa, Han có khả năng chống chịu rất tốt ở trong mỗi trận đấu. Trận đấu cầm Amelie của Han cũng là một trận đấu rất hay của Han ở trong ván đấu ngày hôm nay. Ở ngày thi đấu hôm nay thì rõ ràng là VGaming đang gặp phải một vài những bất lợi nhất định về mặt thi đấu, khi chúng ta đang có một lịch thi đấu là sớm hơn so với các đối thủ của chúng ta. Và vì vậy nên việc mà chúng ta muốn giành được vé đi tiếp thì bắt buộc ngày hôm nay chúng ta sẽ phải giành được điểm, và qua đó thì sẽ ít nhất là nắm được tiên cơ so với đội tuyển Mad Team về mặt hiệu số. Nếu như Mad Team có chẳng may hòa được hoặc thắng được bên phía của đội tuyển Bacon thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng, bởi chúng ta ít nhất là sẽ vượt qua được một trong hai đội tuyển. Tuy nhiên thì đó là việc về mặt hiệu số thôi. Còn tất nhiên rồi, chúng ta sẽ hy vọng rằng VGaming có thể vượt qua đường đỉnh chính chính tại bảng đấu này. Nhưng rõ ràng Bacon là một đối thủ không hề yếu một chút nào. Ở thời điểm hiện tại thì khu vực Thái Lan đang nổi lên rất mạnh mẽ, là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay, kể cả là ba đội tuyển của khu vực Thái Lan. Nhưng nói chung là quyền tự quyết của bên phía đội tuyển VGaming vẫn là lớn, khi họ sẽ chỉ cần thắng một ván ở trong trận đấu BO2 này. Nhưng đối thủ Bacon cũng là một đối thủ khó nhằn, và ở trong ván thi đấu đầu tiên thì họ lại có quyền cấm trước và chọn trước. Trong giai đoạn gần đây thì tôi thấy rằng là các đội tuyển cũng đang tận dụng lợi thế ở bên phía đội xanh là khá ổn, khi mà trong trận đấu với VGaming và Mad Team thì đội tuyển ở bên phía đội xanh là đội tuyển giành phần thắng ở trong cả hai ván đấu. Omen vẫn là lượt cấm quen thuộc của các đội xanh, và Bacon cũng đã cấm đi vị tướng này. Bacon cũng sẽ cần phải rất lưu ý vào trận đấu này, bởi vì chúng ta cũng đã thấy kinh nghiệm đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom thì một đội tuyển đánh sau chưa chắc đã là đội tuyển được ưu tiên ở trong những sự toan tính của mình, bởi vì nếu như bị phá sản ở ngay trong những bước đầu tiên thì áp lực tâm lý là rất lớn. Chúng ta cấm đi Lorion và Aya, chúng ta cũng không muốn để thở ra những con bài quá mạnh, và Elsu, một con bài mà chúng ta cũng cần phải được lường trước là nó sẽ được lấy trong tay của Moonwan. Ở trong giai đoạn của kèo BO2 này thì Elsu được lấy ở trong sự lựa chọn đầu tiên rất nhiều, và có lẽ là chúng ta cũng không phải quá e ngại Elsu, bởi chính Kai'Sa cũng là một trong những con bài có thể khắc chế được Elsu. Tuy nhiên thì VGaming cũng cần rất cẩn trọng nếu đưa ra được cái bài đánh này. Và ngày hôm nay thì Elsu cũng đang có một phong thủy tốt. Trận đấu đầu tiên tôi bình luận trong ngày hôm nay thì lúc đó Elsu chỉ có tỷ lệ thắng là dưới 50%,
Nhưng bây giờ thì chúng ta vừa thấy tỷ lệ thắng của Elsu đã nâng lên đến 58% sau những game thắng trong ngày hôm nay của chất tướng này rồi. Và để đối đầu với Elsu thì bên phía Vgaming đưa ra Slim dành cho Hoàng TD, và Nakrut là vị tướng Eason được pick sớm ở trong ván thi đấu này dành cho Quang Hải. Rõ ràng là khi mà đội bạn hướng đến Elsu thì họ cũng đã rút kinh nghiệm từ những đội tuyển trước khi cấm đi Iggy. Đây là một sự lựa chọn cấm có thể nói rằng là cũng tương đối khôn ngoan đến từ bên phía của Bacon Time. Họ lấy thêm Zuka ở trong sự lựa chọn lần này, và có vẻ như đó sẽ là sự lựa chọn để đi rừng chăng. Dạo gần đây thì Zuka được sử dụng để đi rừng rất nhiều, và đặc biệt là trong kèo đấu Zuka Nakroth thì Zuka cũng được sử dụng rất nhiều cho vị trí này. Thêm một vị tướng mạnh ở đường support mới nổi lên ở trong mùa giải năm nay, và cũng kết hợp rất tốt với Elsu khi có khả năng cấu rỉa thông qua chiêu cuối Excalibur của mình. Đây sẽ là sự lựa chọn mà có thể là Bacon cũng sẽ khóa vào, và họ sẽ tạm thời là chưa để lộ vị trí đường giữa của Kim Sensei. Vậy thì ở trong sự lựa chọn thứ ba này, tôi đang định nói rằng Vgaming có thể là sẽ không hướng đến những vị trí ở khu vực đường giữa, nhưng dường như là Maris vẫn đang muốn tự lựa chọn tướng dành cho mình. Vừa nhá hàng vào Kali nhưng QC đang là một phương án có vẻ như là an toàn hơn trong thế trận như thế này thì phải không? Chúng ta với sự tự tin với ván thắng cùng Kali trong ngày hôm nay thì Kali sẽ tiếp tục là sự lựa chọn của Maris thêm một lần nữa. Và đó là một sự lựa chọn mà có lẽ là bên phía ban lãnh đạo của Vgaming cũng đã cân nhắc tương đối nhiều trước khi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, đó là Kali. Chúng ta cần phải tin tưởng vào quyết định đến từ bên phía của đội tuyển Vgaming. Đây vẫn là một đội tuyển có lối chơi làm cho chúng ta cảm thấy có một phần nào đó là rất đẹp mắt ở trong lối chơi của mình. Tuy nhiên thì sự hiệu quả rất đáng tiếc nó lại chưa đến một cách trọn vẹn. Đây là lượt cấm thứ hai, chúng ta cấm đi Tu Lẹt, một con bài mang sát thương phép thuật, có thể đánh cấu rỉa cũng tốt mà đánh dồn sát thương cũng hay. Ở trong những trận đấu gần đây thì Tu Lẹt cũng đã xuất hiện tương đối nhiều. Họ cấm đi vào đường trên của Burnaby, đó là vị tướng Florentino. Họ đang muốn khiến cho Burnaby không dễ dàng chơi ở trong trận đấu này, khi ở những đường còn lại chúng ta đã có thì chắc chắn rồi, ở đường trợ thủ cũng như là đường tà thần xây ra sẽ là mục tiêu của họ. Khi mà Iggy đã bị cấm đi và trong giai đoạn gần đây có lẽ là cũng chẳng còn đội tuyển nào mặn mà với vị tướng Duê nữa, thì Tulen cũng là một vị trí có thể kết hợp cùng với Elsu tạo ra những chiêu thức cấu rỉa được. Và bên phía đội tuyển Vgaming lựa chọn cấm vị tướng đó đi, rồi sau đó thì họ đang hướng đến Volcat, một vị tướng có thể tìm đến vào những vị trí ở hàng tuyến phía sau của họ, đặc biệt là vị trí Kali của Maris, nên việc cấm đi Volcat như thế này tôi nghĩ cũng là một phương án an toàn. Nhìn chung thì đến thời điểm hiện tại, bài đánh Kahi của Vgaming vẫn là một bài đánh rất mạnh, và thực sự thì nó làm chúng ta liên tưởng đến thời điểm mà họ đưa ra bài đánh Lavin ở trong mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên thì còn phải kiểm chứng thêm sức mạnh đến từ Kahi, bởi vì rõ ràng là Kahi mới chỉ thể hiện tốt ở trong trận đấu vừa qua, và qua đó thì chúng ta cũng đã có một thắng và một thua với Kahi, mặc dù cả hai trận đấu đó đều khá hay, nhưng cần phải có thêm sự kiểm chứng đến từ con bài này. Badum đang là sự lựa chọn tiếp theo đến từ bên phía của đội tuyển Vgaming. Đó không còn là một Amelie như ở trong trận đấu trước nữa, khi cuộc đối đầu của con bài này là Thên. Và Badum cũng đang là một con bài mà chúng ta muốn hướng đến ở trong trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem sự lựa chọn cuối cùng của Vgaming. Chúng ta đang để lại đường tà thần xê ra, bởi vì ở thời điểm hiện tại mặc dù là Florentino đã mất đi, nhưng ở đường tà thần xê ra chúng ta còn rất nhiều tướng. Và có vẻ như với lợi thế được cấm trước và chọn trước thì chúng ta cấm sau và chọn sau thì chúng ta đang muốn bắt bài đối thủ. Và vẫn chuyển sang Amelie ở giây cuối cùng, nhá Badum vào gần như là toàn bộ thời lượng cấm chọn, nhưng cuối cùng thì quyết định của bên phía Vgaming đưa ra vẫn sẽ là Amelie. Amelie này vẫn đang là một phương án mở, có thể sử dụng được ở cả vị trí được tà thần xê ra lẫn vị trí trợ thủ. Một phương án tôi nghĩ rằng là khá ok, bởi vì nếu như là Badum thì kết hợp cùng với Kali nó cũng sẽ tạo ra một đường thẳng khá chết chóc thông qua cú vật tổ vỗ tất và chiêu cuối binh đoàn linh hồn. Nhưng như vậy thì chúng ta sẽ cơ cấu đội hình là dễ đoán, và trong trường hợp là Amelie thì sẽ khiến cho đối phương phải suy nghĩ nhiều Chi. Họ cũng lấy QC và Skirt rất nhanh. Còn Tachi có vẻ như là quyết định cuối cùng. Và nếu như là Tachi có thể là Amelie đi tốt, nếu như là Alan thì sẽ là Amelie trợ thủ thêm một lần nữa của Han. Tôi không cho rằng đó nên là Alan. Ở thời điểm hiện tại thì đó sẽ là một sự lựa chọn khá mạo hiểm đến từ bên phía của Vgaming. Tuy nhiên thì quyết định cuối cùng thuộc về bên phía của đội tuyển này, và chúng ta cần phải tin tưởng vào quyết định đó. Vẫn còn hơn gần 30 giây. Có vẻ như chiến thuật đến từ Vgaming đó là xoay tướng ở trong giai đoạn đầu và lựa chọn ở trong giai đoạn sau cùng. Đây gần như là một bài đánh có thể đã được set up sẵn, nhưng Vgaming chỉ làm chúng ta biết điều đó chậm hơn mà thôi. Ở trong những sự lựa chọn vừa qua thì Vgaming vẫn luôn xoay bài ở trong những sự lựa chọn cuối cùng, và vẫn là một line up gần giống như cái cách mà chúng ta đã vượt qua được Mad Team. Tuy nhiên thì liệu chúng ta có làm được điều đó một cách xuất sắc giống như cái cách mà chúng ta đã làm với Mad Team hay không, chúng ta sẽ cùng phải nín thở chờ đợi Vgaming sẽ làm như thế nào. Đây là Quang Hải, người đã thi đấu rất hay ở trong ngày thi đấu hôm nay, trừ mỗi một việc đó là cái sự nóng vội vẫn đến với Quang Hải. Tuy nhiên thì vẫn cần phải có những sự động viên dành cho Quang Hải. Những gì mà Quang Hải đã làm không phải là tệ một chút nào.
Và một chút nào đó mà Quang Hải đã thiếu vẫn là thứ mà Quang Hải luôn thiếu trong quãng thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì Quang Hải vẫn đang là một trong những người chơi đi rừng tạo được ấn tượng với cái cách farm rất tốt của mình và phong cách thi đấu rất tự tin. Tuy nhiên trong ván thi đấu này thì Quang Hải cùng với Bird LB, bộ đôi cũng đã làm rất tốt ở trong ván thi đấu đầu tiên với cặp đôi Q cùng với Nakroth để đánh vào cánh của Kawai sẽ phải đối đầu với Skirt của Maki. Dạo gần đây thì người Thái rất thích lấy Skirt ở vị trí đường tà thần xe ra. Và trong ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã thấy rằng là Sài Gòn Phantom pick nhiều vị tướng sát thương chuẩn nhưng cũng không làm gì được để cho SRY, người đi cánh trên của Valencia, có được danh hiệu MVP với Skirt. Và chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý với con Skirt này của FMVP giải đấu APL mùa vừa qua là Maki. Và ở trong bối cảnh đó thì có lẽ chúng ta không cần phải đánh quá sâu vào cánh của Skirt, mà thay vào đó hãy để cho Kai Hy được chơi. Chỉ cần Kai Hy được chơi thì chiến thuật vận hành này đến từ bên phía của đội tuyển Vgaming sẽ rất khó phá. Và ở trong mùa giải năm nay, đây có thể coi là bài đánh được mang vào duy nhất bởi Vgaming. Nó cho thấy rằng Vgaming đã nghiêm túc với bài đánh này như thế nào. Cuộc tập luyện ở trong giai đoạn vòng bảng với bên phía của đội tuyển Bacon Time chắc chắn sẽ để lại cho Bacon một vài bài học. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem đại diện số 1 đến từ APL Thái Lan phá bài này như thế nào, hay chúng ta sẽ tiếp tục có được chiến thắng và tiếp tục nuôi hy vọng với một bài đánh mạnh đến từ khu vực Việt Nam. Bước di chuyển đầu tiên của cả hai đội đã bắt đầu. Vgaming đang di chuyển cùng nhau và ở phía bên kia thì Bacon cũng là tương tự. Hai bên khi đi ra khu vực đường giữa sẽ nắm được khá đầu chia đường của nhau. BLB di chuyển lên trên đã bị dính một viên viễn trình kích và đang bị lùa bởi Maki. Han cũng sẽ hỗ trợ trong khu vực mùa đỏ khi nhận thấy rằng là AMP đang có ý muốn đánh là sẽ cướp chúng ta muốn đánh thi đấu này, nhưng BLB cũng trả ngược lại sát thương là khá ổn. Bên phía Bacon cướp hai con quái nhỏ, một động thái khá quái đến từ các thành viên của đội tuyển của Liên Quân Mobile Thái Lan. Rõ ràng là họ cũng đang rất kinh nghiệm với một pha thi đấu có thể nói rằng là hay đến từ bên phía của Bacon Time. Lợi thế ngay lập tức có dành cho bên phía của Bacon sau pha cướp rừng vừa rồi. Và họ cũng đang chủ động ở trên bản đồ. Moonwan đang tạo ra sự khó khăn dành cho Hoàng TD. Một pha solo kill có thể nói rằng cũng rất hay đến từ Moonwan. Tạm thời ở trong một phút thi đấu đầu tiên thì chúng ta đang lộ thế. Đúng là có một chút lỗ thế đến từ bên phía của Vgaming, nhưng có lẽ là nó cũng sẽ chỉ nằm ở việc Nakroth của Quang Hải lên 4 chậm và mất đi hai con quái con mà thôi. Nếu như bình tĩnh thì đây vẫn chưa phải là một điều gì quá lớn cả. Tuy nhiên thì trong thế trận kiểm soát và lấy từng những mục tiêu nhỏ một thì Bacon cũng rất giỏi trong giai đoạn gần đây. Một tình huống ném lắp cơ khí là chính xác, nhưng Quang Hải chưa có 4. Nếu như pha đó mà có 4 thì đã có thể là nguy hiểm hơn dành cho Moonwan rồi. Và điều đó đồng nghĩa việc Quang Hải đã phải ăn được con quái con ở bên phía bên dưới kia, đúng không? Nhưng đã chưa có được tình huống thi đấu như vậy để khiến cho Moonwan gặp khó khăn trong pha thi đấu này. Moonwan mất đi khoảng 1/4 cây máu. Đó không phải là một điều quá đáng kể với Moonwan. Ở đây thì Marit cũng đang chưa thể có được cấp độ 4. Sau tơn thi đấu này thì sao? Có vẻ như cũng đã gần đạt cấp độ 4 rồi. Bradby ở trên này solo với Maki là không được lợi thế lắm. Quang Hải đã lên đây để hỗ trợ. Có vẻ như Vgaming muốn đánh vào đường trên thay vì đường dưới, và đây phản đấu của Bird LB. Đánh thẳng vào FMVP của giải đấu APL, và Quang Hải cùng với Bird LB thêm một lần nữa thành công rồi. Chắc chắn sẽ là con xe ra đầu tiên dành cho Vgaming. Ở cánh rồng thì thôi, chấp nhận bỏ con rồng cũng được khi đối phương có đến 4 người. Đây vẫn là một lợi thế mở đầu rất tốt, nhất là trong bối cảnh mà đối thủ cũng đã tạo ra một vài sự khó chịu nhỏ với một vài con quái con được cướp đi ở trong phần rừng đầu tiên của Quang Hải. Trong trận đấu đối đầu với đội tuyển Mad Team thì thậm chí chúng ta mất luôn chiến công đầu đến từ các tuyển thủ của Mad Team. Tuy nhiên thì sau đó Quang Hải đã thể hiện rất tốt ở sau đó để đem lại thế trận. Và ở trong pha thi đấu vừa rồi thì có thể coi rằng chúng ta cũng đã có một sự thành công nhẹ ở trong phút giây đầu tiên. Ngay lập tức lượng tiền đã gần được cân bằng. Tiếp tục là những cú ném giáo để khiến cho Moonwan không phát huy được sức mạnh. Nhưng nhìn chung ở trong giai đoạn vừa qua, Moonwan bắn khá tín. Đúng là khá tín với những viên viễn trinh kích được đội trưởng của bên phía Bacon xử lý ở khu vực cánh rồng. Tuy nhiên thì Hoàng TD vẫn đang ổn, vẫn đang duy trì một lượng farm bám đuổi. Thua kém một chút so với sản cẩn thận, của, cẩn thận của phía bên kia ở trong một thế bám đuổi như thế này. Đó là một mùa xanh được cướp đi bởi Kim Sensei. Mất đi mùa xanh từ rất sớm bởi Nakroth rồi. Đó là một tình huống thi đấu mà chắc chắn là bên phía của Vgaming biết, nhưng không ngăn cản nổi, không ngăn cản nổi. Bởi vì đà bắn của đội bạn là rất khó đoán. Thế một lần nữa thì Quang Hải phải di chuyển lên đường trên, nhưng lần này thì Quang Hải không có bùa xanh ở trong tay. Một tình huống thi đấu rất quái đến từ bên phía của Bacon Time. Lợi dụng chất tướng với Elsu và Chrissy với cú bướm ảo thì họ đã khiến cho Quang Hải mặc dù có trình trị trong tay nhưng vẫn không thể thành công với con bùa xanh vừa rồi. Quang Hải không bị thua thiệt quá nhiều về mặt lượng tiền, nhưng việc mất đi con bùa xanh cũng làm cho Quang Hải gặp nhiều khó khăn. Moonwan thì liên tiếp bắn cận trình kích ở trong pha đấu vừa qua. Tuy nhiên thì Moonwan tình huống thiếu này anh ta phải lùi về cùng với cả chiêu cuối. Thế một Excalibur đến từ vị trí của Tao X. Đội bạn vẫn đang cố gắng để kiểm soát một thế trận đều ở tất cả các cánh. Và Vgaming thì cũng chưa cố gắng để làm nên một sự khác biệt nào cả, khi mà một thế trận đều như thế này vẫn là một thế trận đủ ổn đối với bên phía Vgaming, nhất là khi mà ở trong ván thi đấu này thì chủ lực của Vgaming trong giai đoạn sau sẽ là Slim.
sẽ là một vị tướng cần nhiều thời gian rồi. Và việc cần phải lo cho Kali cũng sẽ là thứ mà Vigaming cần phải làm để có được một thế trận như mong muốn khi đã lựa chọn vị tướng này, một vị tướng mà Bacon Time có lẽ là họ cũng đã có phần hiểu rõ hơn sau lần đối đầu đầu tiên ở trong giai đoạn 1. Thêm một tình huống bắn tốt đến từ vị trí của Bunwan. Những cú bắn của Bunwan ở trong trận đấu này đang là rất hay. Và qua đó thì Quang Hải ở thời điểm hiện tại anh ta quyết định không về. Thêm một tình huống thi đấu mà họ sẽ uy hiếp vào con bùa xanh của Quang Hải. Lượng năng lượng này sẽ khiến cho Quang Hải gặp một vài khó khăn. Nhưng ở trong pha thi đấu này thì thực sự cần phải có những người đồng đội giúp đỡ cho Quang Hải, và Slim đã xuất hiện. Chúng ta thành công giữ lại con bùa xanh dành cho Quang Hải. Như vậy lỗ thế mà Quang Hải đã có ở trong quãng thời gian vừa qua coi như là không còn nữa. Và Vgaming đánh kiểm soát thì quả thật là yên tâm một vài lợi thế nhỏ trong giai đoạn đầu. Vgaming yếu đi một chút nào cả. Và BirdLB ngày hôm nay đang rất bay với con quy này. Solo kill FMVP của bên phía giải đấu APL rồi. Một tình huống xử lý rất tốt đến từ vị trí của BirdLB. Và Quang Hải băng vào ngay lập tức, cụ thể hóa được lợi thế mà người đồng đội của mình mang lại bằng có lẽ là cái trụ. Chúng ta đang rất muốn lấy cái trụ ở đường trên. Tuy nhiên KI ở đường giữa cần phải cẩn trọng. Ở đường trên chúng ta sẽ có 2v1 ở trong một ít thời gian. Và có vẻ như Quang Hải không hề mặn mà quá với cái trụ này. Tuy nhiên lượng máu trụ chúng ta lấy được không phải là ít một chút nào. Con rồng đã ra, Quang Hải di chuyển xuống đường dưới là hợp lý. Và quan trọng là chúng ta thấy được sự tự tin đến từ vị trí của BirdLB với vị tướng quy sở trường của mình ở trong ngày hôm nay. Thi đấu rất tốt với những Kawai, những Maki, những người nổi bật hơn trên đấu trường quốc tế nếu như so với BirdLB. Những người cũng đã từng có được danh hiệu FMVP hay còn đang là đương kim của FMVP nữa. Nhưng BirdLB vẫn làm tốt và hy vọng là cái tốt đó của BirdLB cũng sẽ truyền cảm hứng cho những người đồng đội để tập thể Vgaming cùng tốt ở trong game đấu này. Trong khi đó thì Bacon Time vẫn đang làm tốt trong việc nuôi Zuka của A1P. A1P đang có một lượng tiền khá tốt và chúng ta sẽ bỏ lại con rồng này khi mà Quang Hải vẫn đang ở lại hang bùa đỏ, chứ không phải là tiến đến hang rồng ở trong tình huống thi đấu này. Đội bạn có lẽ sẽ không lên kịp, đúng là như vậy. Chúng ta vẫn sẽ có được cho mình con xe ra và bây giờ cần phải bảo vệ tiếp tục là bùa xanh của Quang Hải. Quang Hải cần tiếp tục được di chuyển như thế này. Và Quang Hải cũng đã có sẵn Kali của Maris ở trong hang bùa xanh để có thể bảo vệ dành cho con bùa xanh của mình rồi. Trong khi đó ở cánh rồng thì Tao X cùng với Buwan cũng chưa thể tạo ra được một sự khác biệt nào quá lớn sau hơn 6 phút cả. Cái trụ vẫn đang được bảo đảm một cách thành công. Nhưng cũng tương tự ở cánh của Maki, mặc dù Skirt có thể phải nằm lại hai lần, tuy nhiên đây vẫn là một vị tướng có thể phát huy được hiệu quả với sự trâu cơ bản của chất tướng này. Và ở thời điểm này chúng ta chỉ hơn tiền duy nhất, đúng chính xác, ở cánh của Skirt. Ở thời điểm hiện tại thì BirdLB đang hơn gần 1.000 tiền so với Skirt đến từ vị trí của Maki. Quang Hải cần phải cẩn trọng. Và A1P anh ta sẽ băng vào trong tình huống thiếu này. Có thêm sự hỗ trợ đến từ vị trí của Chrissy, cần phải cẩn trọng trong tình huống thiếu này. Quang Hải đã không thể làm được điều đó. Khi mà BirdLB chưa hỗ trợ kịp, BirdLB cũng đã đấm trượt ở trong tình huống thiếu này. Đang tương đối đau với một pha thi đấu mà có lẽ là bên phía của Vgaming mất đi khá nhiều. Bacon đánh rất hay, Bacon đánh rất hay. Tôi trước pha thi đấu đó diễn ra để rồi bây giờ họ có cơ hội lấy đi được cái trụ đường, cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa rất quan trọng của Vgaming. Thì Bacon mặc dù họ có những lỗ thế ở cánh trên nhưng họ vẫn biết cách vươn lên về mặt lượng tiền, và đặc biệt là những vị trí ở nửa dưới họ hơn một lượng tiền khá khá so với các thành viên bên phía Vgaming mà chưa cần phải lấy được trụ. Và đến sau cùng thì với tình huống nằm lại vừa rồi của bộ đôi BirdLB và Quang Hải thì cái trụ ở phía trên đã được lấy đi rất nhanh. Tiếp tục là một cú Excalibur đến từ Tao X. Họ đang rất tự tin và thể hiện được độ quái của mình. Những cú bắn của Bunwan ở trong trận đấu này tín quá. Phải thực sự dành một lời khen rất lớn dành cho Bunwan ở trong trận đấu này với những cú bắn của mình ở hang rồng. Đặc biệt là ở trong ít phút vừa qua thì thậm chí là sự chủ động còn đến từ cả người trợ thủ của họ nữa. Tao X cũng đã làm ra vô vàn khó khăn cho chúng ta. Điều quan trọng đó là Hoàng TD vẫn đang được chơi. Hoàng TD có lẽ chúng ta cũng sẽ chỉ cấu máu đội bạn mà thôi. Ở thời điểm này thì vẫn chưa phải là quá nguy hiểm, bởi vì trong lối đánh của đội tuyển Vgaming, Madrid vẫn chưa lên tiếng. Và hơn thế nữa thì Hoàng TD vẫn còn thời gian. Vẫn còn thời gian dành cho Hoàng TD. Và đúng là chúng ta cũng sẽ chờ đợi thêm Kali của Madrid nữa. Nhưng bên phía của đội tuyển Vgaming họ cũng đang bắt đầu dù cả khá mạnh thế dẫn trước rồi. Và nó lại đúng ở thời điểm mà hai con bùa cùng xuất hiện như thế này. Hãy cùng chờ xem là Vgaming sẽ xử lý như thế nào ở trong một pha thi đấu có tính chất khá quan trọng ở giai đoạn giữa game. Mất đi chiêu cuối từ khá sớm để có thể dọn lính và giữ lại được bình yên cho cái trụ đầu tiên ở cánh dưới. Những con rồng này thì Vgaming hơi khó để can thiệp. Chúng ta sẽ đổi lại với con Seiza ở cánh trên. Phải nhanh ăn bởi bộ đôi Quang Hải. Phải rất nhanh, phải rất nhanh. Có lẽ là Han đang rất cố gắng để câu theo thêm thời gian cho vị trí của Quang Hải. Và ở đường trên Quang Hải đã thành công rồi. Như vậy thì ở trong pha thi đấu này chúng ta không bị lỗ thế về mặt bùa lợi. Và con Seiza bóng tối cũng là một mục tiêu khá quan trọng ở trong giai đoạn giữa trận. Đây là giai đoạn mà Hoàng TD vẫn đang duy trì thế kiểm soát trụ để không bị mất đi quá nhiều lợi thế. Nhưng những cú bắn của Bunwan nó tín quá. Và tiếp tục là một cú bắn chính xác. Cẩn thận Zuka, cẩn thận Zuka.
Marit trốn rất sâu từ đầu ván đấu đến giờ, thì khi rơi vào một thế không thể di chuyển được quá nhiều để đánh vào sẽ phải hai bên cánh thật mạnh, thì Marit đang trốn rất sâu để có thể né đi được những cú vồ bắt như vừa rồi của Zuka nằm trong tay của AMV. Và thêm vào đó là cả Skirt của Maki nữa, họ cũng đang có những phương án để có thể tiếp cận Kai vào những vị trí ở tuyến sau, và VGaming cần phải cẩn trọng với điều đó. Nhưng với lineup của mình thì Kali vừa sấy gần hết được lượng máu của Buwan đó rồi, thì vẫn có sự hỗ trợ tốt của hai người đồng đội để Buwan có thể lùi về với Elsu. Đó chắc chắn là một cú giáo tốt đến từ vị trí của đó là Hoàng Tade. Cánh dưới chúng ta đang có lợi thế, và vì vậy nên chúng ta đang cố gắng để khiến cho Maki cũng không thể làm được gì nhiều hơn. Ở thời điểm này thì BLB cũng đang cố gắng lên đồ khá đa năng để khiến cho anh ta cũng trâu hơn ở trong lối chống chịu của mình, chứ không chỉ có sát thương. Trong tình huống thi đấu vừa rồi thì chắc chắn là một cú sấy kết hợp với một tình huống thi đấu đến từ vị trí của đó là Slim trong tay của Hoàng TD. Bây giờ là lúc mà chúng ta đang hòa mạng hạ gục cho đội bạn, nhưng chúng ta đang bị thua đâu đó khoảng là 1-2.000 tiền. Cộng với đó thì lượng trụ mà chúng ta ăn được ở trong trận đấu này chưa phải là một con số lớn. Nhưng trong 2.000 tiền đó thì có 1.000 tiền chênh lệch ở vị trí trợ thủ, và khi bị chênh 1.000 tiền thì có lẽ là Amelie có nhiều quá những sự lo lắng khi phải đối đầu với Zed của Tao X. Và ở đây thì VGaming lại tập trung người ở khu đường giữa, nhưng có đội tại đến từ người chơi trợ thủ bên phía đối phương, và 5 thành viên của VGaming chưa thành công trong việc dồn sát thương và hạ gục đi tanker của đối thủ. Đó là một tình huống tốc biến sấy rất đáng tiếc của Marit, bởi nó suýt chút nữa đã tìm thấy được đối phương rồi. VGaming cần phải cẩn trọng, may quá đây là tình huống bắn cân phải cẩn trọng, đúng là Han đã làm được điều đó. Một tình huống thi đấu mà rõ ràng là cú tốc biến đến từ vị trí Marit là rất có ý đồ, nhưng nó lại không trúng được những sát thương cuối cùng vào Kim Sensei. Một chút hơi đen đủi dành cho BLB khi nhịp tốc biến của anh ta là với. Maki thì vẫn đang có thể tự tin đẩy lên rất cao với chất tướng Skirt của mình. Có thể đây cũng là một phần Skirt lại được sử dụng nhiều bởi người Thái đến như vậy. Khi mà ở trong giai đoạn đi đường thì ngay kể cả phải đối đầu với một vị tướng có khả năng xuyên giáp bởi chương trình quy, thì dù đã bị solo kill thì Maki vẫn tạo ra một thế đánh là đủ ổn với việc lấy được trụ trước, và bây giờ cũng vẫn đang bắn kiểu lên cao dành cho bên phía của đội tuyển Maker. Vì cái mình bắt đầu lùi sâu hơn để nhường lại thế trận cho đối thủ rồi, bởi vì rõ ràng là nếu như đối phương cứ bắn 3 cú liên tiếp chính xác như thế này thì không thể không lùi đến từ bên phía của VGaming. Và đẹp nhà mà không có sự xuất hiện đến từ vị trí của người chơi Kai. Bây giờ thì Kai đã xuất hiện, và ngay sau khi Kai xuất hiện thì có lẽ chúng ta cũng sẽ giải toán được đám đông. Moonwan cũng bị cấu đi một lượng máu lớn, đây là một thông tin mừng bởi vì nhà của chúng ta gần hơn so với nhà của Moonwan. Tuy nhiên thì Moonwan không hề có ý định lùi, anh ta tiếp tục kiểm soát mục tiêu cùng với đồng đội của mình đang là rất tự tin đến từ Moonwan. Sau những cú bắn liên tiếp là tự tin thì Moonwan đang thực sự là bá đạo với con Elsu này. Đây là một vị tướng mà Moonwan đã chơi cực kỳ hay ở trong quãng thời gian vừa qua, và ở trong trận đấu này thì cũng vậy. Và sau khi hoàn thành xong cho mình kiếm phạm lia thì ăn con rồng cùng với những người đồng đội, cẩn thận nha, cho Buwan có thể hồi phục lại một lượng máu đầy đủ. Và sau đó thì Diệp Linh cũng sẽ phải cẩn thận những động thái tiến lên của Bacon, nhưng họ ăn xe ra đủ đường giữa để có thể có được con xe ra thứ tư của mình ở trong ván đấu này. Đường giữa rồi, một bên bốn rồng và một bên bốn xe ra, đường giữa đang là tôi đẩy đến không sao của Bacon, nhưng chúng ta đã có thể lùi về được với đầy đủ quân số, và đã có binh đoàn linh hồn được xấy ra đến từ vị trí của Marit để có thể đẩy lùi đối phương, cộng thêm việc dọn lính cũng như là giữ lại con quái rừng vừa rồi dành cho Quang Hải. Như vậy là lượng tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại đang là 3.600 tiền dành cho bên phía của Bacon Tham. Bacon Tham vẫn đang làm rất tốt về việc kiểm soát ở lượng rồng, ở chính xác là ở lượng tiền. Họ cũng đúng là đội tuyển đang làm rất tốt ở hang rồng với 4 con rồng, còn chúng ta có 4 con xe ra. Đây là một thế trận đổi hòa đến từ bùa lợi của đội tuyển VGaming. Tuy nhiên thì thực sự là ngày hôm nay Moonwan đang thi đấu rất tốt, và đó cũng là sự lo ngại dành cho chúng ta. Ở trong ít phút sắp tới thì khi mà những cú giáo trở nên chính xác hơn, và khi mà những cú sấy trở nên nhiều sát thương hơn, thì đấy cũng là một cơ hội để chúng ta có thể bắt vào Moonwan. Nhưng vì vậy nên Kai cũng cần phải rất cẩn trọng, bởi vì khi mà Kai sấy cũng là lúc nguy hiểm nhất. Và đó sẽ là cơ hội để cho AMP có thể vô vào với con bài Zuka của mình. AMP cũng đang farm rất suôn sẻ, là người đầu tiên đạt full cấp độ trong ván thi đấu này. Sẽ ra được VGaming thả ngay trong phần bùa xanh của mình để di người lên và phòng ngự ở chung cánh trên. Bớt LB đang phải lùi về nhưng né đi được trầm trọng lực đến từ vị trí của Zuka rồi. Han tiến lên bật lên cho mình cuồng bão cướp bị hất tung lên bởi bão lá, nhưng vẫn đang chống chịu là vô cùng cứng cáp. Excalibur không tạo ra sát thương. Và bên phía của Bacon đã có rất nhiều người bị cấu máu và họ sẽ cần phải lùi về thôi. Ngày hôm nay thì Hoàng TD đã làm tốt với trận đấu cầm cho mình con bài Elsu. Và ngày hôm nay khi phải cầm thêm cho mình con bài Slim để đối đầu với Elsu, thì hy vọng rằng Hoàng TD sẽ vững tay, vững tin để có thể có được cho mình những cú bắn chính xác. Bây giờ thì lợi thế vẫn đang là khoảng 3.500 tiền dành cho đội bạn, nhưng VGaming vẫn đứng vững. Có thể coi rằng đây là VGaming vẫn đang đứng vững
Điều mà chúng ta hơi lo ngại một chút thôi, đấy là việc VG Minh chưa ăn được bất kỳ một trụ nào của đối phương. Đó cũng là một trong những điểm trừ lớn ở trong lối chơi này. Và hơn thế nữa thì với một KI, nếu như được ép trụ thì là ngon quá. Nhưng hiện tại chúng ta chưa làm được điều đó. Nhưng chúng ta vẫn đang đánh ở trong thế chờ hai chủ lực là Slim cùng với Kali. Và nhiệm vụ của chúng ta ở trong ván thi đấu này là hướng tới ván thắng. Và nếu như thắng thì số lượng trụ nó cũng sẽ không còn quan trọng với VG Minh trong cuộc đối đầu với Bacon Time này nữa. Bacon họ vẫn đang có thể chủ động và họ đang muốn bắt vào vị trí của Bird LB ở cánh trên. Bird LB đang cố gắng lùi về. Rất tốt. Dính viên viễn trình kích cuối cùng được bắn đuổi đến từ vị trí của Muwan. Nhưng con bùa đỏ này thì không giữ được rồi. Bởi nếu như chúng cú viễn trình kích đó thì rất có thể một cú tốc biến đến từ Kim Sensei sẽ là có thể có cơ sở. Đây là một tình huống thi đấu mà Maki sau những mạng bị hạ gục đầu tiên anh ta vẫn rất khỏe. Do chất tướng mà Maki đang sở hữu nên lượng máu mà anh ta đang sở hữu ở thời điểm này là rất tốt. Quang Hải muốn cướp lại con bùa nhưng điều đó là quá khó khi đội bạn đang đứng hết ở trong phần rừng của chúng ta. Hai điểm hạ gục cho mỗi bên và Hoàng TD vẫn đang cố gắng để đi tìm sức bắn của mình. Có lẽ Hoàng TD cần thêm thời gian và ở thời điểm gần phút thiếu thứ 15 này, điều cần nhất là không mất đi một mạng hạ gục nào. Đúng là như vậy, và kể cả để cho đối phương có được con xe ra đầu tiên cũng chẳng sao, khi mà đội hình phòng ngự của bên phía VGaming với Kali thì tôi nghĩ rằng là họ vẫn hoàn toàn có thể xử lý được con xe ra đầu tiên trong trường hợp mà không thể can thiệp được. Nhưng khi mà lượng tiền thua thiệt so với đối phương nó cũng không phải là một mốc quá khó đánh, thì không biết là VGaming sẽ quyết định lựa chọn như thế nào. Bắt đầu xấy ra binh đoàn linh hồn để check map ở khu vực chữ L ở phía hang rồng. Tuy nhiên ở trong cái bụi đó có một cái ưng chạm và nó kiểm soát toàn bộ dành cho bên phía của Bacon. Tôi đồng ý với anh Dũng ở một điểm, đó là nếu như trong trường hợp bắt buộc phải mất đi Seiza thì quan trọng nhất là đừng để mất mạng. Ở trong những tình huống thi đấu của mình, BDLB cần phải cẩn trọng. Zuka đã full đồ. Zuka đang farm rất nhanh ở trong trận đấu này. Có thể đây chưa phải là thời điểm anh ta full đồ, có thể vẫn còn cái băng xương trên người của anh ta và vì vậy nên có một cái giáp hộ mệnh. Chúng ta chưa chắc chắn về điều đó. Tuy nhiên thì thời điểm này đúng là như vậy, Zuka đã full đồ, Zuka không hề lên băng xương ở trong tình huống thi đấu này. Một tình huống ăn Seiza khá nhanh đến từ bên phía của đội bạn. Vì game mình sẽ lao ra trong tình huống này chăng? Không, chúng ta sấy người chứ không phải là lao thẳng ra. Seiza choáng trúng đến từ vị trí của đó là Hoàng Tây đây. Nhưng ở trong giao tranh này thì VG Minh vẫn đang chưa có được cho mình quá nhiều lợi thế. Đã gục được một người không? Đó chỉ là giáp hộ mệnh đến từ vị trí của đó là AMP. Hoàng Tây đang bị bắt vào. Ui. Đó là cú bắn headshot đến từ vị trí của Bun. Đây là một thời điểm cực kỳ quan trọng bởi vì VG Minh sẽ phải phòng ngự một tân khá cay, khá căng. Hơi tiếc là cú lao cơ khí ném sâu của Hoàng TD Tham Minh nó lại hơi lệch so với tình huống tỉnh dậy từ giáp hộ mệnh của AMP. Nếu không thì có thể là Slim của Hoàng TD đã làm được nhiều thứ hơn. Và để rồi sau đó thì Maki đã thể hiện được sự lợi hại của đội Hoàng TD khi ép góc và tạo ra thế bắn dành cho Muwan để có thể dứt điểm đi xạ thủ chủ lực trong đội hình của VGaming ở bối cảnh mà đối phương đang có con xe ra bạo chuối như thế này. Đội Hoàng TD chúng ta cần phải chờ đợi được Hoàng TD. Và để làm được điều đó thì những cú cấu máu đến từ Muwan nó quá đau. Thên đang tanh máu cho con Seiza này. Họ đang làm khá tốt trong việc đưa con Seiza vào nhà chính của chúng ta. Seiza đã chạm trụ và Hoàng TD cũng đã chuẩn bị xuất hiện. Tuy nhiên thì việc mất đi hai trụ cũng hoàn toàn sẽ có thể xảy ra ở trong tơn thi đấu này. Chấp nhận thôi. Bacon Time sẽ tràn vào hay họ sẽ chờ đợi đây? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi quyết định đến từ Bacon Time. Thêm một cú sấy nữa đến từ vị trí của đó là Baris. Cú sấy này nhiều sát thương hơn khá nhiều. Tuy nhiên thì những cú bắn đến từ ví dụ Vun Quan là quá đau. Quan vẫn đang xử lý rất tốt những cú viễn trình kích của mình. Nhưng ván đấu vẫn còn, ván đấu vẫn còn dành cho VGaming sau khi để mất đi hai đường trong con xe ra bạo chúa đầu tiên của đối thủ. Đường lính ở phía dưới cũng đã đẩy được lên khá cao. Và sau tình huống phòng ngự này thì Quang Hải cũng đã full đồ, đã có cả Nanh Fenry đến từ vị trí của Nakroth. Nhưng rõ ràng Skirt của Maki vẫn đang là một mục tiêu rất khó để bắt vào dành cho bên phía của VGaming ở thời điểm này. Và nếu như không bắt được thì Scott lại cân thế lính tốt và đang có những tình huống ép góc hay đến từ vị trí của Maki. Ngoài ra thì ở trong tình huống thi đấu này chúng ta cũng cần lưu ý đến một điều, đó là AMP chưa hồi được giáp hộ mệnh. Đó cũng là một thứ mà chúng ta có lẽ cũng cần rất lưu ý, bởi vì AMP cũng có thể bị hạ gục nếu như trong trường hợp mà anh ta lao vào giao tranh quá sâu. Đấy cũng là một nhược điểm đến từ Zuka so với Nakroth, đó là việc lùi ra không dễ dàng. Trong khi đó thì cú sấy tiếp theo đến từ Maris. Họ đang có một Tao X che chắn sát thương là rất tốt. Tuy nhiên thì nó cũng lấy đi khoảng 1/3 cây máu của Tao X. Nên nhớ rằng cây máu của Tao X có thể hồi lại bằng nội tại của mình. Và vì vậy thế nên cũng cần phải rất cẩn trọng, bởi đó vẫn là một tank cơ cứng. Cũng như là có cả phù chú trường sinh để Tao X có thể hồi lại lượng máu đã bị cấu đi bởi chiêu cuối được sấy ra đến từ chiêu Kali. Kali cũng đã phun đồ, có cả mặt nạ Merit lẫn trượng hỗn mang nên sát thương gây ra vào những tanker ở phía bên kia cũng đã được tăng lên đáng kể ở trong giai đoạn cuối cùng này. Còn TD thì vẫn đang liên tục nhận những viên viễn trình kích chất lượng đến từ vị trí của Muwan. Những xạ thủ mà VGaming chờ đợi cũng đã lớn đầy đủ rồi. Và đây là thời điểm mà các thành viên đến từ bên phía VGaming đang chờ đợi một pha phản giao tranh. Nó sẽ phải là một tình huống lấy được rất nhiều điều đến từ bên phía của đội bạn. Còn đội bạn thì đang chờ đợi con Seiza bạo chúa.
họ sẽ chờ đợi con Caesar bạo chúa lần thứ hai. Và quan trọng hơn là trước thềm con Caesar bạo chúa đó thì họ đang rất muốn cố gắng để lấy được cho mình một lợi thế nào đó trước khi con Caesar bạo chúa xuất hiện. Maki đang quá trâu. Thực sự thì ở thời điểm hiện tại để đánh được vào vị trí của Maki thì chỉ có Slim có chiêu cuối. May ra mới làm được. Han đang lao ra, Han đang lao ra. Tìm thấy Bunwan, Han vẫn tiếp tục tìm vào Bunwan. Nhưng Bunwan vẫn lùi đi được. Vẫn là rất tự tin đến từ Bunwan, bởi ngay sau khi lùi đạn chúng ta nhìn thấy anh ta đang chuẩn bị cho một góc bắn. Nếu như có thêm một người nữa ở gần với Han có thể tiếp cận được vào vị trí của Bunwan. Vẫn xảy ra không? Thi đấu vừa rồi thì có thể là đã có một điều đặc biệt gì đó dành cho Vgaming rồi, nhưng tạm thời thì chúng ta sách cánh đi được một chút áp lực từ bên phía đối thủ để có thể đẩy được tơ lính ở cả hai cánh. Đúng là đã có sách cánh được lên đến từ Kali rồi, nhưng vừa rồi lại thêm là một viên trụ tốt của Bunwan. Họ đang rất muốn cố gắng để tạo góc để ăn Caesar trong tình huống thi đấu này. Bunwan đã hồi máu khá nhanh ở trong tình huống thi đấu vừa qua. Chúng ta cũng không thể nào lao ra được cách quá nhanh khi mà đội bạn cầu máu hay đến như vậy. Thực sự thì đây là một trận đấu tuyệt vời đến từ Bunwan đến thời điểm hiện tại. Anh ta vẫn đang chứng minh một sức bắn quá kinh khủng với con bài Elsu. Mặc dù KDA chỉ là 1-0, một cú bắn duy nhất trúng vào Hoàng TD mà thôi. KDA cũng chỉ là 3-2 dành cho mỗi bên, là 2 điểm hạ gục dành cho bên phía của đội tuyển Vgaming. Thêm một cú sấy đến từ Marit nhưng có lẽ nó chỉ dùng để dọn lính ở trong trận thi đấu này và không thể cấu máu được vào tao X. Đây là thời điểm mà đội bạn đang hướng rất nhiều vào con Caesar, và chúng ta cũng đang chờ đợi. Đội bạn đã nhìn thấy bớt LB và đó là lý do tại sao đội bạn lao ra. Họ đã đẩy được 2 tên lính ở phía đường rồng. Tuy nhiên thì trong pha thi đấu này vẫn chưa dễ dàng để họ ăn Caesar được luôn. Ôi, bớt LB kìa. Vừa có một tình huống chạm mặt với các thành viên bên phía đối phương, trong khi đó thì bớt LB sẽ phải đỡ tên lính cuối cùng ở khu vực đường dưới trước khi khá đau trở lại với những người đồng đội của mình. Những tình huống sấy đến từ Kali càng ngày càng đau hơn vào các thành viên bên phía đối thủ rồi. Nhưng Bunwan vẫn quá khó chịu, Bunwan vẫn quá khó chịu, phải khẳng định là như vậy. Bunwan vẫn thực sự khó chịu và đội bạn đang triển khai một thế co quay. Đây là một thế trận mà rõ ràng là người Thái đã từng làm rất tốt ở trong quãng thời gian vừa qua. Còn chúng ta thì đang có một đội hình đủ mạnh để có thể phản giao tranh. Tiếp tục là băng vào đến từ Han, bật lên chiều cuối đến từ Han, tạo góc cho cú sấy. Và đó là một bắt đầu mà Kim Sensei đã phải đáp lại. Chúng ta bắt đầu có cơ hội để phản công đầu tiên, chắc chắn sẽ có một vài cái chu trạng không. Ngay lập tức là một cú bắn rất tốt đến từ vị trí của Bunwan. Và Han cần phải cẩn trọng, lượng máu này không phải là lượng máu đủ để Han có thể chống chịu thêm một cú viết chỉ kích. Nhưng chúng ta cũng sẽ hơn người trong khoảng 30 giây nữa. Đó là một tình huống bắt cần thiết đến từ Vgaming. Bắt đầu sấy và tao hình cũng không còn quá nhiều máu nữa. Nhưng Bunwan vẫn đang bắn những viên viễn trình kích đánh chặn là cực kỳ chất lượng ở trong game thi đấu này. Và bên phía Vgaming vẫn chưa thể kiểm soát được hoàn toàn khu vực hang xe ra. Họ sẽ cần phải tận dụng lợi thế hơn người, có lẽ là đẩy lính lên để có một thế trận thuận lợi hơn một chút nữa ở trong giai đoạn sau. Chứ cũng chưa thể tận dụng được khoảnh khắc hơn người khi mà Kim Sensei bị bắt lại ngay ở thời điểm này. Nó vẫn cho thấy một khả năng kiểm soát tuyệt vời của đội tuyển Bacon. Tôi nghĩ rằng bên phía Vgaming vẫn đang cần một pha giao tranh hơn là một con Caesar. Và chúng ta đã bắt đầu khởi động con Caesar rồi nhưng cần phải cực kỳ cẩn trọng. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm này thì thực sự là cần một pha giao tranh hơn. Bởi vì sự khó chịu đến từ Maki, thực sự Maki đang đánh quá khó chịu. Maki đang đánh thật sự là rất đầu óc ở trong trận thi đấu này. Một thế lính mà Maki đã khiến cho chúng ta làm khổ làm sở ở trong ít phút thi đấu vừa qua, đặc biệt là sau khi mà mất đi hai trụ, thì thực sự Maki đang khiến cho chúng ta rất khó để phản công. Đúng là như vậy, Maki cứ lính ra là đứng thẳng mặt lên, lộ sai một cách đàng hoàng vì biết rằng là bên phía Vgaming mất rất nhiều thời gian thì may ra mới có thể bắt được mình. Và điều đó vẫn đang khiến cho bên phía Vgaming gặp phải rất nhiều thất thế. Chúng ta không tận dụng được điều gì quá nhiều từ tình huống hơn kìa, kìa, cẩn thận kìa, Maki kìa. Và bây giờ thì bên phía của đội tuyển Vgaming lại bắt đầu phải đánh ở trong một thế lùi khi đối phương đã có đủ người. Và tiếp tục là một thế kiểm soát đến từ Bacon Tham. Họ đã kiểm soát rất nhanh và đây là pha nhóm mà Marit không bị bắt lại. Marit chưa bị bắt lại và đội bạn mới là những người bị yếu máu hơn. Đã bị mất rất nhiều máu đến từ Kim Sensei sau cú sấy vừa rồi của Marit. Và chúng ta vẫn phải lo ngay ngáy về cái cánh của Maki. Nếu như tình huống đó Marit bị đẩy lùi về thì không biết là điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì Marit đang là thành viên quan trọng nhất trong một thế đánh phải lùi sâu như thế này. Với những cú binh đoàn linh hồn được sấy ngược trở lại. Ôi, đã có cả kiếm pha giờ... lẫn diệt thần cung đến từ vị trí của Hoàng TD rồi. Bắn tay cũng là một chân Bunwan rất đau. Xem Bunwan rất đau rồi. Chỉ cần một tình huống trúng chiều thôi, Bunwan sẽ mất đi rất nhiều máu và tình huống phản công. Và chúng ta sẽ lấy lại được một chút thế trận. Tuy nhiên ở cánh còn lại hội bàn đang đánh rất sâu. Bắn đeo pin lao vào rất sâu. Bắn đeo pin kết thúc rất nhiều tăng bảo vệ của đối phương. Nhưng chúng ta cần phải kết thúc cả mạng của đối phương. Chứ không chỉ là tăng bảo vệ. Tiếp tục là lại thành công. Thế ra cú sấy kia. Vẫn tiếp tục là cú sấy thành công. Và đi thành công. Chúng ta phản công thành công. 2-3 ngang ngục. 3-3 ngang ngục. 3-3 ngang ngục. Tính cho mình. Cơ hội bằng vàng. Cơ hội đây rồi. Cơ hội đây rồi. Nhưng anh
coi chừng đường lính siêu cấp thứ ba một chút khi đó vẫn đang là tơ lính đẩy dành cho bên phía Bacon. Thắng luôn, còn hai người đánh luôn, còn tay cơ bên phía Vikaming đang tràn vào với bốn người. BLB ở trên bảng điểm số không là vấn đề gì cả, Hàn có thể đánh trụ thoải mái. Sát thương của Hoàng Tê Đê và Maris đánh tay cũng là rất ổn ở thời điểm này. Tơ lính còn nguyên ba con, tay đặc biệt của bên phía Bacon còn rất lâu mới có thể ra tao ít bắt đầu tiến vào. Tao ít lính đó là Bucky là còn xe, tao ít không còn nữa rồi. Bucky vẫn còn rất vẫn vẫn còn xe. Phía của đội tuyển Vikaming đang tập trung đánh vào vị trí của Bucky. Mackie không được rồi, Mackie vẫn ra màu mạnh, tỉnh lại cũng không thắng rồi. 1-0 dành cho Vikaming, 1-0 Vikaming sẽ đi tiếp vào bảng đấu tử thần này. Tôi chưa thể chắc chắn 100% vì điều đó, bởi nếu như ba đội tuyển bằng điểm nhau thì lúc đấy nếu như trong trường hợp mà đội tuyển Mad Team họ có thể làm được quá nhiều điều về mặt lượng trụ, ví dụ như hai trận họ đều lấy ba đường chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ vẫn tiếp tục phải tính về tỷ số trụ. Nhưng bây giờ là một chút yên tâm, một chút yên tâm dành cho Vikaming, một trận lật kèo đẳng cấp của Vikaming. Cuối cùng thì sau rất nhiều lần để cho người khác lật kèo thì Vikaming cũng đã có thể đem lại niềm vui rất lớn dành cho Liên Quân Mobile Việt Nam khi lật kèo giành chiến thắng trước nhà vô địch của giải đấu Thái Lan. Những người Thái họ đã gieo rất nhiều những nỗi buồn dành cho Liên Quân Mobile Việt Nam ở trong những ngày tháng qua. Nhưng ở trong game thi đấu này thì Vikaming cũng đã có được một màn lật kèo đầy cảm xúc. Và Dũng có lẽ cũng sẽ đồng ý với tôi rằng điều quan trọng hơn nữa ngoài một điểm số, đó là chúng ta đang cảm nhận được rằng một bài đánh mạnh lại một lần nữa đang được hình thành. Đây là lần thứ ba chúng ta sử dụng con KI này và nó đang vẫn chưa có điểm chết ở trong tình huống thi đấu của Paris. Một cú sấy quá tuyệt vời vừa qua đó, thì thêm một cú giáo cực kỳ tuyệt vời đến từ Hoàng Tê Đê, một pha phản công mẫu mực và bớt leo bì. Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một con quỳ dũng mãnh đến như vậy, lao thẳng vào giữa ái chủ của đối phương, hạ gục đối phương và mang lại quá nhiều những lợi thế cho Hoàng Tê Đê. Một trận đấu mà Hoàng Tê Đê cũng đã rất khổ nhưng cực kỳ điềm tĩnh, và chúng ta sẽ cùng nhau xem lại tình huống thi đấu đây. Tình huống thi đấu này bớt leo bì, một tình huống thi đấu tả xúc yêu đột của bớt leo bì, và sau đó các thành viên của đội tuyển Vikaming đã làm quá tuyệt vời ở trong nhịp xử lý sau đó. Rất hay với tình huống chủ động vừa rồi. Và lại thêm một lần nữa là quy của Bird LB. Có thể Bird LB không phải là người đi đường tà thần xê ra hay số 1, nhưng người số 1 nào thì Bird LB cũng sẵn sàng solo kill cả. Dù là Yiwei hay là Maki thì cũng đều là nạn nhân của những pha solo kill dưới tay của BLB rồi. Và chắc chắn rồi, trận thi đấu này thì Maki cũng sẽ phải nóng mặt với những tình huống xử lý đến từ BLB, bởi vì xuyên suốt trong trận trận đấu này thì thực sự là BLB đã làm quá tốt trước đại diện được đánh giá là xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại đến từ bên phía của khu vực APL, đó là Maki. Maki có thể có một trận đấu tự tin, có thể có một trận đấu trên cơ về mặt đẩy đường, nhưng ở trong tình huống quan trọng nhất, bởi vì game này vẫn là game phá nhà chính và chúng ta đã phá đi nhà chính của đối phương. Họ có 8 trụ, còn chúng ta có nhà chính của họ. Đúng là tôi hơi sớm khi khẳng định chắc chắn rằng Vikaming sẽ đi tiếp. Tuy nhiên thì ở thời điểm này phải đến 90% rồi. 90% là đại diện của Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ bước qua bảng đấu tử thần này. Và nếu như ở ván thi đấu tiếp theo Vikaming thừa thắng xông lên và giành một thắng lợi trước Bacon, thì thậm chí đến lúc đó nhà đương kim vô địch của Thái Lan mới là đội phải lo ra về. Và nên nhớ rằng không chỉ là như vậy, họ sẽ còn phải biết chắc rằng là chúng ta sẽ có cho mình một vé đầu bảng nữa. Bởi vì là khi mà chúng ta đã chiến thắng trước bên phía của Bacon Time, chúng ta chỉ còn phải lo mỗi về đội tuyển Mad Team, thì lúc đó thì hiệu số của Mad Team tôi tin rằng là cũng khó để có thể đuổi kịp được bên phía của Vikaming. Trận đấu vừa qua thì chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một đường đục thẳng một đường ở đường giữa, và vì vậy số trụ là không nhiều. Tuy nhiên thì bây giờ có lẽ trụ không còn quan trọng với bên phía của Vikaming nữa, bởi bây giờ người phải lo là Bacon. Và nên nhớ rằng những thành viên của Bacon rất trẻ. Đúng là như vậy, họ cũng hoàn toàn có thể bị chịu ảnh hưởng từ mặt tâm lý. Chúng ta vẫn biết rằng là không chỉ có Sài Gòn Phantom của Việt Nam bị nói rằng là khôn nhà dại chợ, Bacon cũng là một đội tuyển như vậy. Khi mà cũng đã có những giải đấu họ được đánh giá rất cao, họ cũng là nhà vô địch quốc nội của Thái Lan, nhưng rồi thì cũng không thể đi quá sâu. Đương nhiên giải đấu này thì Bacon cũng đã thể hiện được rất nhiều những cái hay, và phía trước họ vẫn còn là một game đấu nữa. Nhưng tạm thời thì Vikaming đang đem lại những niềm vui đầy phấn khởi dành cho Liên Quân Mobile Việt Nam sau một ngày mà lá cờ đầu đội tuyển hạt giống số 1 của AOG bị loại. Dạo này thì câu khôn nhà dại chợ được sử dụng khá nhiều, nên một vài bạn khán giả đã bắt đầu nói vui về một câu nói đó là khôn chợ và dại nhà đến từ Vikaming. Tuy nhiên bây giờ là lúc quá sớm để chúng ta khẳng định về điều này, nhưng ít
nhất. Chúng ta có quyền vui và chúng ta có quyền tự hào về những gì mà VGaming đã làm được, ít nhất là ở trong trận đấu vừa qua. Chúng ta vẫn đặt Bacon ở một cửa rất cao, bởi đơn giản Bacon ở trong trận đấu vừa qua vẫn thể hiện được một sự quái vật của mình, đặc biệt là những cú bắn đến từ Moon One. Đây là một trận đấu có lẽ là cực kỳ hay ở trong sự nghiệp của Moon One, nhưng nó là không đủ, bởi vì Moon One có lẽ sau khi mà anh ta trúng cú sấy đến từ Marit thì anh ta cũng mường tượng ra được tương lai của mình nó u tối đến như thế nào trong trận đấu vừa rồi rồi. Chắc chắn là như vậy, nhưng cũng phải nói thêm một lần nữa đó là khả năng kiểm soát của Bacon quả thật là đáng nể. Khoảng cách lượng tiền ở trong giai đoạn giữa game mà Bacon có thể tạo ra với những đối thủ đến từ các khu vực lớn nó là rất tốt. Và điều đó thì VGaming cũng hiểu, chắc chắn là VGaming cũng hiểu, và họ cũng đã phần nào đó xử lý được ở trong game thi đấu vừa rồi rồi. Và sang đến game thi đấu tiếp theo thì chúng ta hy vọng rằng trên đà thăng hoa này VGaming sẽ còn làm tốt và thậm chí là còn tốt hơn nữa. Và rõ ràng là lúc này thì sức ép được đẩy lên bên phía của đội tuyển Bacon Time. Lúc này như đã nói với chúng ta đừng quan tâm nhiều lắm đến hiệu số. Cái điều mà bên phía của VGaming đang cần phải quan tâm nhất đó chính là việc làm thế nào để khiến cho đội bạn phải rơi vào một thế mất bình tĩnh. Chúng ta cần phải kiểm soát về mặt suy nghĩ và hành động của đối phương, thay vì việc cố gắng để kiểm soát những cái trụ của đối phương. Bởi chúng tôi cũng đã nói rất nhiều rồi, khi bạn thắng những cái trụ sẽ tự khắc tới, còn nếu như bạn thua thì bạn cũng chẳng có được cái trụ nào cả. Và hơn thế nữa thì ngoài việc kiểm soát được cho mình cái điều đó, thì hơn thế nữa đó chính là sự bình tĩnh. Ở một thời điểm quan trọng các bạn vẫn cần phải tự tin. Và đó là điều mà thật sự là tôi cũng muốn nhắn nhủ riêng với Quang Hải. Thật ra là tôi cũng nhắn tin riêng với Quang Hải là em hãy cố gắng tiếp tục tự tin, bởi vì tôi chỉ sợ nhất là Quang Hải mất đi sự tự tin sau tình huống thi đấu vừa rồi. Nhưng có lẽ người tự tin nhất trong tình huống thi đấu vừa rồi phải là Bird LB. Đúng là Bird LB đang rất tự tin với Quy ở trong ngày hôm nay. Lượng sát thương được tạo ra không phải là quá lớn, nhưng vai trò của Bird LB thì là cực kỳ lớn ở trong giai đoạn đầu, thì cũng nhờ những pha thi đấu và có cả một pha solo kill trước Maki nên bên phía VGaming là đội kiểm soát được toàn bộ Seiza trong giai đoạn đầu và khiến cho chúng ta không bị quá thua. Khi có những con Seiza thì chúng ta giữ lại được thế trận và không để họ snowball theo đúng nhịp mà Bacon mạnh nhất. Và đến khi cơ hội đến khi mà hai chủ lực là Slim cùng với Kali đã khỏe thì đó là câu chuyện mà VGaming đã xử lý một cách rất tốt rồi. Bacon đau đấy, bởi vì trận đấu vừa qua thì Bacon đã làm được một điều đó là không cho Kali ở thế tấn công. Và rõ ràng là họ làm được điều đó là họ sẽ rất tự tin, họ sẽ nghĩ rằng là họ sẽ chiến thắng được ván đấu này. Elsu với 187.000 sát thương là thứ để họ tự tin nhất ở trong ván đấu này. Tuy nhiên thì sau đó họ nói về vấn đề sau đó, đó là một vấn đề mà rõ ràng là bên phía của đội tuyển Bacon Time thậm chí còn cay hơn. Bởi vì đây là một trận thi đấu ở một vòng thi đấu rất quan trọng. MVP của ván đấu này gọi tên Quang Hải, người đã có một tình huống thi đấu sai lầm và chịu nhiều sức ép sau tình huống thi đấu của ván thi đấu trước. Nhưng Quang Hải đã một lần nữa vượt qua được sức ép đó để đem lại sự tự tin trong vai trò thi đấu của mình ở trong trận đấu này. Các bạn có thể follow Quang Hải với Quang Hải TV, với một danh hiệu mà anh ta ở thời điểm hiện tại đó là Bet Triệu Vân. Đúng là như vậy, hãy follow Quang Hải TV để chứng kiến những màn leo rank bằng Triệu Vân hay là nhiều con bài khác theo yêu cầu. Bởi vì tôi biết rằng Quang Hải cũng là một người rất là chiều fan. Và Quang Hải với Nakroth ở trong giai đoạn gần đây thì quả thật là một Nakroth lợi hại. Từ đấu trường danh vọng cho đến giải đấu quốc tế thì Nakroth của Quang Hải vẫn khiến cho người ta phải cảm thấy rất khó để có thể bắt bài. Tôi nghĩ rằng Hải vẫn xứng đáng nhất với cái danh xưng đó là người đánh thiếu bùa hay nhất của đấu trường danh vọng. Thực sự thì đến thời điểm hiện tại Quang Hải vẫn đang làm rất tốt ở điều này. Khả năng đánh kiểm soát ở thế dưới cơ của Quang Hải thực sự là đáng nể. Quang Hải có thể khiến cho chúng ta cảm thấy yên tâm khi mà những con bùa xanh có thể bị cướp đi, nhưng khí chất của một người đi rừng có thể kiếm lại được thế trận ở trong đoạn sau vẫn còn đó. Quang Hải trận đấu này không phải là làm được quá nhiều, nhưng mỗi khi đồng đội làm được điều gì đó, chúng ta luôn thấy mặt của Quang Hải ở đó. Chúng ta luôn thấy Quang Hải sẽ sẵn sàng bay vào. Và nếu như mà có lẽ là người chơi Moon One mà không tỉnh táo hơn thì có lẽ Moon One không phải chỉ làm lại một lần ở trong trận đấu này đâu. Chắc chắn Moon One phải nói thật là ván thi đấu vừa rồi với một Elsu như vậy thì Moon One cũng đã làm hết cỡ rồi. Tuy nhiên thì bên phía VGaming của chúng ta đã chiến thắng được ở trong một ván đấu mà người chơi của bên phía đối phương có được sự tự tin và thi đấu rất tốt như vậy, thì nó sẽ củng cố lên sự tự tin cho VGaming là rất nhiều. Và quan trọng là khi mà VGaming có được sự tự tin thì chúng ta nhìn thấy là những màn trình diễn của họ nó cũng khác rất nhiều so với chính họ khi không có được một trạng thái tâm lý tốt nhất. Và với tâm lý đó, với điều đó thì hy vọng trong ván thi đấu thứ hai của trận đấu BO2 này thì VGaming sẽ không còn để lỡ giống như ván thi đấu thứ hai với Mad Team vừa rồi nữa. Có một điểm tôi cũng rất trăn trở, đó là khi mà đội bạn có khả năng ép đường luôn luôn là toàn diện và có thể nói rằng là hoàn hảo như vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì? Cái cách đánh của chúng ta ở trong quãng thời gian vừa qua đó là chúng ta đang muốn cố gắng để thi làm sao kiểm soát được tốt bằng đối phương. Nhưng thực sự thì cái mà tôi đang rất muốn nó đã xuất hiện, đó là việc chúng ta sẽ tạo ra một bài đánh khác mà kệ đối phương. Họ mạnh ở điểm của họ thì chúng ta mạnh ở điểm của chúng ta. Và Kai đép nhà tốt, công nhà rát,
Và hơn thế nữa, ở thời điểm hiện tại Kahi đang khó bị động vào, và để hình thành được lối đánh đó thì chắc chắn rồi Marit và những người đồng đội của mình phải nghiên cứu rất kỹ về con bài này, phải làm thế nào để bảo kê Kahi có một góc farm tuyệt vời nhất. Trong thế thủ phải đánh như thế nào, trong thế công phải đánh như thế nào. Có lẽ chỉ có những sai lầm ngớ ngẩn mới có thể khiến cho Marit phải nằm lại mà thôi. Và điều đó đồng nghĩa với việc đó là ở thời điểm này chúng ta đang tiếp tục hình thành lên một lối đánh nữa, một bài đánh nữa, mà qua đó thì những đội tuyển mạnh với những bài đánh được coi là tương đối hoàn hảo lại vẫn phải thua trận. Công nhận là bài đánh setup của bên phía Vgaming thì Kali khi rơi vào thế khó trong ván thi đấu vừa rồi, Marit trốn kỹ thật. Tôi để ý rằng là những cái tình huống mà đi xuống hai bên trụ để phóng ngự, đặc biệt là cái trụ đường rồng chúng ta giữ được lâu. Mặc dù Muwan bắn viễn trình kích tốt nhưng mà Kali là toàn đứng sấy chiêu cuối từ tận tít góc gần bùa xanh để không cách nào đối phương chạm được vào, vẫn đẩy được lính và vẫn đảm bảo được sự an toàn để không bị băng trụ. Bởi vì đội hình của đối phương là đội hình băng trụ được, mà rõ ràng Thane Skirt nếu như cứ đứng ở cái trụ kiểu gì họ cũng băng vào, họ làm, nhưng khi đi trốn thì họ cũng không tìm thấy. Và hơn thế nữa thì tôi nghĩ rằng cái quyết định không lấy Tachi mà lấy Amelie là quyết định hoàn toàn chính xác. Thứ nhất nói về khả năng hồi phục Amelie hơn, thứ hai nữa nói về khả năng để có thể tạo ra được khó khăn ở trong giao tranh thì rõ ràng là Tachi hơn, nhưng đấy là trong thế công. Còn ở trong thế thủ, các bạn có thể nhìn thấy rằng Amelie có thể chống chịu rất mạnh mẽ để có thể băng ra. Ở trong những tình huống thi đấu cuối cùng thì băng ra chúng ta có thể thi đấu rất nhiều nhịp, nhưng với Amelie nếu như chúng ta sai không thể tích được nội tại thì Tachi sẽ rất yếu. Và thực sự thì ở trong trận đấu này tôi nói thật rất khó để tích nội tại, trừ khi đó là Skirt. Nhưng mà Skirt có giao tranh đâu, anh ta luôn luôn đẩy lẻ ở trong một tình huống thi đấu. Và đây là trận đấu thứ hai chúng ta có quyền ở bên đội xanh, thậm chí ở trong thế ở bên phía đội xanh thì chúng ta sẽ có được cho mình những bài đánh mạnh hơn. Đúng là như vậy, và trong ván thi đấu này thì đội xanh lại cũng không cần phải cấm Elsu nữa. Bây giờ Elsu bỏ đấy luôn, first lấy con khác cũng được. Và Roshi là sự lựa chọn cấm đầu tiên của bên phía đội tuyển Vgaming. Không lấy Elsu cũng được. Đúng là không lấy Elsu luôn cũng được. Còn bên phía Bacon thì có lẽ là họ cũng không thể mạo hiểm bằng việc thả ra Lorion hay Aya ở cái tầm này được đâu. Thời điểm hiện tại thì tôi nói thật là cũng bắt đầu có những sự tâm linh xuất hiện. Chúng tôi với những người gọi chỉ là ngồi phương xa để bình luận cho trận đấu này thôi. Tôi với anh Dũng đổi vị trí cho nó tâm linh. Rồi hơn thế nữa đó là chúng tôi cũng cố gắng để làm sao để truyền tải một cái thái độ thi đấu theo phong cách cửa dưới. Tôi cũng đang rất muốn rằng ở thời điểm hiện tại một đội tuyển thi đấu theo phong cách phòng ngự phản công có vẻ như sẽ mang lại nhiều sự yên tâm hơn với một đội tuyển tấn công và có thể mắc sai lầm. Và đó là điều mà chúng tôi hy vọng rằng là một phần nào đó thì chúng tôi cũng có thể giúp cho các đội tuyển của Lego Mobile Việt Nam có thể thi đấu một cách thoải mái hơn tại giải đấu AIC 2022 lần này. Sau khi đã cấm đi được Roshi cùng với Mina thì sự lựa chọn Omen đầu tiên của bên phía Vgaming cũng là rất ổn. Có lẽ là ở thời điểm này thì Omen sẽ chỉ ngại counter là 2AT, nhưng khi đã tự tin pick Omen như thế này thì có lẽ Vgaming cũng đã có sẵn những phương án nếu như đối thủ pick 2AT rồi. Đó là Omen, một trong những con bài rất mạnh trong khả năng phòng ngự cũng như là tấn công, một con bài toàn diện ở thời điểm hiện tại có thể lựa chọn được. Đội bạn lấy Yena, đội bạn quyết định sẽ đánh một kèo thua ở trên đường trên khi mà Maki sẽ phải sử dụng cho mình vị tướng này. Có lẽ họ cũng lo ngại rằng chúng ta có cả Yena và Omen, một bộ đôi đang là rất mạnh về cả sự toàn diện ở trong trận đấu này. Và khi đó thì Yena được sử dụng ở đường tà thần xây ra, Omen ở đường trợ thủ sẽ hoàn toàn là khó chịu. Họ có Ikki, đó là con bài mà chúng ta buộc phải thả ra nếu như chúng ta muốn lấy Omen. Và việc mất đi Ikki cũng là một tổn thất. Tuy nhiên thì ở thời điểm này nếu như chúng ta không lựa chọn những con bài như là Elsu thì cũng không quá phải lo ngại đến Ikki. Và đúng là chúng ta đang có được một kèo rất chất lượng là Omen, nhưng cũng hãy coi chừng Yena của Maki. Maki cũng là một tay chơi Yena phải nói là thượng thặng ở không chỉ riêng server Thái Lan, mà tôi nghĩ rằng là ở trên thế giới cũng có rất ít người có thể chạm đến đẳng cấp chơi Yena giống như Maki. Và ở hai sự lựa chọn tiếp theo thì bộ đôi Cafeni và QC sẽ là những sự lựa chọn của bên phía Vgaming rất tốt. Lấy trước Cafeni luôn để chặn đầu đấy. Còn Hayate đấy, bên phía của đội tuyển Bacon có thích lấy thì lấy. Và ở trong tình huống thi đấu này thì rõ ràng chúng ta có thể đề cao được cái kỹ năng thi đấu đến từ Maki. Nhưng ở thời điểm này thì nên nhớ rằng Maki cũng đang chịu phải một sức ép rất nặng. Và chúng ta cũng sẽ có quyền kiểm chứng thêm cái năng lực, độ tự tin đến từ Maki sau một trận thua nó sẽ là như thế nào. Nên nhớ ván đấu vừa qua không phải là một ván đấu tốt của Maki. Kể cả là anh ta đã làm rất tốt về mặt đẩy đường thì cái sự thua thế của anh ta cũng chính là vấn đề khiến cho bên phía của đội tuyển Bacon không thể snowball được ở trong ván đấu vừa rồi. Và rõ ràng là Maki cũng sẽ cần phải có được cho mình một thế đánh nó an toàn hơn chăng. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Senel là sự lựa chọn của đội bạn. Họ đang muốn hướng đến một trợ thủ có khả năng ba map ở trong trận đấu này.
và họ đang muốn hướng đến việc Jena không để thua Omen khi lấy thêm Senel để có thể bay lên ở trong những tình huống đánh tay đôi hoặc là đánh 2-2 khi có thêm sự xuất hiện đến từ vị trí đi rừng. Như vậy là có vẻ như là bên phía Bacon cũng rất tự tin với Jena của Maki đấy, khi họ quyết định sẽ đầu tư thêm một sự lựa chọn nữa để có thể hỗ trợ cho cánh trên của mình thi đấu ổn định. Ở trong ván thi đấu vừa rồi thì việc mà bên phía VGaming giữ lại được thế trận lâu đến như vậy khi đã để cho đối phương dẫn tiền, nó nằm ở việc chúng ta ăn được liên tiếp 4 con xe ra. Và có vẻ như là ở trong ván thi đấu này thì Bacon với sự lựa chọn Senel thì họ không muốn nhường lại quá nhiều xe ra dành cho đội tuyển VGaming nữa. Nhưng chúng ta cũng đang có một line up là chất lượng. Ở trong giai đoạn 2 của lượt cấm thì khi mà chúng ta có cặp đôi là Cafedi cùng với QC thì Payna cũng là một lượt cấm hợp lý mà bên phía đội bạn đưa ra, nhất là ở trong bối cảnh họ lại còn có Iggy ở vị trí của Kim Sensei. Rõ ràng là họ không muốn chúng ta được dồn sức quá mạnh đến cánh của đường rồng khi mà Senel có thể sẽ phải di chuyển. Và khi mà Senel phải di chuyển mà chúng ta lại ép quá mạnh vào đường đó thì đó sẽ là một sự lỗ thế rất lớn dành cho họ. Theo Nas, một vị tướng có khả năng đục trụ rất tốt cũng đã được chúng ta cấm đỉ, một vị tướng được coi là mạnh trong đầu và giữa trận. Khi mà Theo Nas mạnh ngay ở trong những cấp độ đầu tiên với những cú bắn đã kèm theo sát thương rất khủng khiếp và bắn nhanh ở trong những nhịp thi đấu đầu tiên đã bị cấm đi. Trong khi đó thì họ sẽ cấm đi vị tướng cuối cùng là gì đây? Hai vị tướng đường giữa và hai vị tướng trợ thủ, đó là những gì mà bên phía của đội tuyển Bacon Time muốn cấm đi ở trong trận đấu này? Vẫn sẽ là một vị tướng mạnh ở khu vực trợ thủ để có thể cường hóa đường rồng của VGaming mà bên phía Bacon Time muốn cho chúng ta sở hữu. Có vẻ như là họ cũng dồn khá nhiều quyết tâm lên vị trí cánh trên ở trong ván thi đấu này, và như vậy thì có thể là Buwan cũng sẽ được bố trí chơi một vị tướng có thể tự đảm bảo được an toàn, chẳng hạn như là Joker có thể là một phương án kết hợp ổn với Iggy và có thể tự chơi được. Và ở trong trận đấu này thì chúng ta đã để thả ra vị tướng Florentino, nhưng đội bạn biết rằng là nếu như mà đội bạn lấy Florentino thì chúng ta sẽ ngay lập tức xoay bài Omen, và vì vậy nên họ đã không làm điều đó. Mùa qua trận đấu này không còn đánh một vị tướng mang thiên hướng là sát thương được cả theo kiểu gọi là hủy diệt nữa, mà thay vào đó thì Joker, một chất tướng theo kiểu trụ đường tốt và bây giờ thì là bắn tốt từ đầu đến cuối trận, đã được lựa chọn đến từ vị trí Moon One. Tuy nhiên thì sức sát thương theo những cú bắn của Moon One cũng sẽ bị giảm đi và chúng ta không còn phải lo ngại quá nhiều vào những cú vị trí kích của anh ta nữa. Rui và Wonder Woman đang là hai sự chọn nhà hàng của VGaming, nhưng chúng ta phải đợi thêm bởi vì trong ván thi đấu đầu tiên thì chúng ta cũng thấy rồi, Omen Rui đấy nhá, nhưng xoay đi ở trong những giây cuối cùng. Với một line up như thế này thì khi mà đối phương tỏ khá rõ ý đồ là họ sẽ hỗ trợ cho cánh của Maki ít nhất là có không bị thua thế so với Omen ở phía bên kia, thì nếu như đổi Omen xuống vị trí trợ thủ thì sao nhỉ, để khiến cho chúng ta có được lợi thế. Nhưng ở cánh đó thì Joker cũng là một con bài khá khó chịu. Chúng ta sẽ tẩu thoát Omen nếu như trong trường hợp gặp nguy hiểm thì Omen vẫn có thể tẩu thoát được, và hơn thế nữa thì khả năng gọi quân đến từ bên phía của đội tuyển VGaming sẽ là rất tốt. Qua đó thì có vẻ như cũng sẽ tạo được áp lực vào Senel. Chúng ta đang có thêm một bài đánh nữa đến từ bên phía của đội tuyển VGaming, một bài đánh mà đã rất lâu rồi không có đội tuyển có thể sử dụng được. Ở trước đây thì đội tuyển nổi tiếng nhất với bài đánh này đó chính là Sài Gòn Phantom với người chơi Zeref. Nhưng sau khi mà Zeref nghỉ thi đấu thì bài đánh này cũng dần thất truyền dần khi mà nó không còn giữ được cái tính hiệu quả nếu như trong trường hợp mà phối hợp không đồng đều. Rui cũng đã từng là vị tướng khiến cho bên phía VGaming tạo ra một bài đánh rất hay, đó là bốn tanh kết hợp với Rui. Và trong trận đấu này thì chúng ta sẽ không kết hợp bất kể một bài đánh nào như là Elandor Rui hay là bốn tanh Rui, mà thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng cho mình một cách đánh nó mang thiên hướng khác, đó là kết hợp Omen với Rui, có thể đục trụ cũng rất tốt và có thể phòng thủ cũng rất tốt. Trong khi đó thì đội bạn đang lộ ra con bài mà có vẻ như khóa rồi. Đây là con bài mà có rất nhiều đội tuyển đã nói về việc Thái Lan đã tập luyện rất nghiêm túc con bài này, và đây là con bài trong tay áo của họ. Vị tướng Yan là vị tướng mà bên phía Bacon đã khóa lại cuối cùng để sử dụng ở vị trí đi rừng dành cho Armin P ở trong game thi đấu này. Đây là một vị tướng không được mặn mà lắm bởi cả những người chơi xếp hạng và cả các đội tuyển chuyên nghiệp, khi mà đến thời điểm này của AIC 2022 thì chúng ta cũng mới nhìn thấy sự xuất hiện của Yan, và đặc biệt lại là ở trong một ván đấu mà tôi tin rằng là Bacon thừa hiểu rằng là ván đấu này thì họ không thắng thì họ nguy hiểm như thế nào. Và khi mà họ đã lấy Yan ra chơi ở trong một ván đấu có bối cảnh đặc biệt như vậy thì có nghĩa là họ cũng đang phải rất tự tin vào vị tướng này. Tôi tin rằng bên phía của đội tuyển VGaming cũng hiểu chất tướng Yan ngay từ thời điểm mà thi đấu trong trận đấu với đấu trường danh vọng với Sài Gòn Phantom, thì bên phía của VGaming cũng đã rất muốn được mang Yan vào thi đấu ở ngay thời điểm đó. Tuy nhiên thời điểm đó là thời điểm mà Yan chưa được phép xuất hiện ở trong quá trình thi đấu của mình, và vì vậy thế nên là các thành viên đến từ bên phía của đội tuyển VGaming cũng đã không thể sử dụng vị tướng này. Đây là một vị tướng nói là dày thì rất dày nhưng mà mỏng thì cũng rất mỏng, sát thương hay thì rất hay nhưng mà cơ động thì cũng vừa phải, tức là nó có thể rất mạnh nhưng nó cũng có thể rất yếu. Nó cũng khá tương đồng với những vị tướng như kiểu Roker chẳng hạn. Và đây là một vị tướng rất khó đoán.
Trong quá trình thi đấu ở máy chủ mặt trời thì phải nói thật là tôi chưa gặp ai đánh cái con này hay cả. Và vị tướng mới Yan này là một vị tướng mà nó theo kiểu dạng là mỗi thứ có một tí nhưng lại chẳng mạnh đặc biệt về điểm gì. Và tôi cũng đã rất chờ đợi việc các đội tuyển chuyên nghiệp sử dụng vị tướng Yan này để chúng ta có thể học hỏi xem cách xử lý vị tướng này như thế nào là ổn nhất và nó sẽ phù hợp nhất ở trong một thế trận như thế nào. Thì bây giờ là cơ hội để chúng ta có thể xem được điều đó khi mà Bacon sử dụng vị tướng này ở trong một bối cảnh mà họ rất muốn thắng VGaming ở trong ván thi đấu này. Đấu khí là phù hiệu được sử dụng bởi AmonP trong việc sử dụng Yan đi rừng trong game thi đấu này. Và hãy cùng chờ xem là bùa nào sẽ là bùa mà AmonP ăn trước. Bùa xanh với hướng đi này thì có lẽ là AmonP sẽ khởi động ở bùa xanh, và Wonder Woman của Quang Hải ở phía bên kia cũng là tương tự. Rõ ràng là trong lối chơi của Yan tiềm ẩn rất nhiều thứ mà chúng ta thậm chí đến bây giờ còn chưa thực sự là nằm lòng. Tôi đã đánh Yan nhưng đó là ở trong giai đoạn mà Yan mới ra mắt và chỉ trong một vài ván đấu, và nó không đủ để giúp cho tôi có thể hiểu rõ được hết toàn bộ vị tướng này ở trong những trận đánh xếp hạng dù chỉ là rank cao thủ thôi. Tôi có một ván thắng rất mạnh và một ván thua rất đau. Thua kiểu như kiểu thua không cửa bật luôn. Và vì vậy thế nên tôi đang chưa hiểu rõ thật sự là như vậy chất tướng của vị tướng này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi, thôi. CNL cùng với Joker đang trao đổi chiến thuật tay đôi với bộ đôi Capeni cùng với Roy. Hai người của bên phía VGaming đánh cũng khá gắt. Tuy nhiên thì bên phía của Bacon cũng cho thấy họ cũng có khá nhiều sát thương. Nhưng Hoàng TD đang cực kỳ đánh đá cùng với Han. Và Muwan cũng đã phải mất đi một lượng máu là khá lớn rồi. Cẩn thận Tao X, Tao X không cầm cho mình đó là tốc biến, vì vậy nên cần phải rất cẩn trọng trong tình huống đó là một tình huống xử lý tốt. Chúng ta suýt chút nữa đã lấy được cái mạng của Buôn Quan, và quan trọng hơn là chúng ta về nhanh hơn họ rất nhiều. Một tình huống thi đấu mà chắc chắn nửa dòng của chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Trong khi đó thì BirdLB trao đổi chiêu thức cùng với Maki. Tự nhiên thấy Maki lên rất cao là cũng biết ngay ở phía đằng sau lưng Maki có người, và đúng là như vậy khi mà bộ đội X cùng với Yan đã có mặt ở cánh trên. Và bây giờ thì Quang Hải cũng đã hoàn thành xong vòng rừng. Như vậy là ở trong vòng rừng đầu tiên thì cả hai bên đều chơi một cách hết sức cẩn trọng mà thôi. Mỗi bên đều có khoảng 4.000 tiền ở thời điểm 1 phút 40 giây và 20 giây nữa sẽ là vòng bùa đầu tiên. Và có vẻ như VGaming lại lựa chọn Seiza, còn bên phía Bacon họ sẽ lại khởi động rồng sớm. Bởi Yan có vẻ như là một vị tướng trong giao tranh tổng sẽ là rất mạnh, và vì vậy thế nên là họ sẽ đánh theo Yan khá nhiều ở trong những tình huống thi đấu ăn mục tiêu. Nên chúng ta cũng cần phải rất cẩn trọng trong những tình huống thi đấu như thế này. Liệu có phải là một pha ăn Seiza sớm xong rồi xuống với hang rồng không? Chưa 4 đến từ Roy nên không thể làm được điều đó mất rồi. Và không ăn xong Seiza là 4. Ăn xong nhưng mà không ăn sớm được. Không kịp, đúng là không kịp khi mà bên phía Bacon họ cũng đi một nhịp rất sớm. Và lại là một pha trao đổi đùa khá quen thuộc của cả hai đội mà thôi. Còn ở khu vực cánh trên thì Quang Hải sẽ tiến lên để khiến cho Maki phải lùi về, và VGaming có lợi thế đẩy đứng trước một chút. Ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng là Yan vẫn đang kiểm soát bản đồ, có thể nói rằng là khó chịu, và vì vậy nên chúng ta đang cần phải rất cẩn trọng. Lúc này là lúc mà có lẽ là nhiều người còn chưa hiểu lắm về chất tướng Yan sẽ chơi như thế nào, bởi chúng ta quá ít gặp vị tướng này. Chỉ cần biết rằng là chiêu 1 của vị tướng này sẽ cường hóa đòn đánh, chiêu 2 của Yan sẽ giúp cho vị tướng này có khả năng lướt đi và miễn khống. Trong đường lướt thì cũng có thể gây được ra thêm sát thương, và thêm vào đó nữa thì chiêu cuối có thể cường hóa rất nhiều những chiêu thức của Yan. Han đang gặp khó khăn, Han tốc tiến lùi đi, bắn đến từ Hoàng TD. Hoàng TD bắn rất gắt vào vị trí của đó, Buôn Quan quay trở lại đến từ Han. Một nhịp combo khá tốt đến từ vị trí của đó là Hạn. Một tình huống mà bên phía VGaming muốn tạo ra sự bất ngờ khi đã kêu gọi vị trí của BirdLB xuống đường dưới. Nhưng bên phía của Bacon họ cũng rất cẩn trọng, và lại thêm lần nữa thì ở một trạng thái máu thấp, Buôn có thể lùi về được thành công. Còn Maki thì đã chặn xong một tên lính ở cánh trên để tạo ra lợi thế để di chuyển. Nên trong tình huống này thì mình coi chừng tốc biến không thành công đến từ Omen của BirdLB rồi. Cẩn thận. Vẫn muốn đánh đến từ Quang Hải và những người đồng đội. Đó là một giáp tay thần kỳ, sau đó là dây thừng chân thật đu được vào vị trí Wiki, bắt được vào Wiki rồi, đó là điểm chiến công đầu. Tao X cũng đã rất thấp máu, Quang Hải đã phải nằm xuống cùng với BirdLB và Han sẽ phải lùi về mà thôi. Đó là một nhịp thi đấu mà chúng ta mất nhiều hơn là được khi mà BirdLB cùng với Quang Hải đều phải nằm lại. Điều mà chúng ta có được là chiến công đầu, và vì vậy nên lượng tiền chênh lệch không phải là quá nhiều. Tuy nhiên thì pha thi đấu vừa rồi, một điểm mạnh nữa đến từ Việt Nam đó là chúng ta cũng đã giải quyết xong được toàn bộ phía phần rừng, và vì vậy thế nên là có lẽ là Quang Hải quyết định chơi, bởi vì anh ta cũng không còn quá nhiều mục tiêu để có thể tham chiến. Trong khi đó thì có lẽ sự đáng tiếc đến từ việc BirdLB đã mất quá nhiều chiêu thức trước đó, và điều đó đã khiến cho sau đó thì Bacon lại một lần nữa cho thấy rằng là khả năng tập trung người đến từ các đội tuyển của Thái Lan vào thời điểm này là rất nhanh. Bực Kim Sensei cùng với Maris trao đổi chiêu thức, và người chiến thắng là Maris. Kim Sensei với lượng máu này sẽ phải về, còn Maris sẽ có thể tiếp tục di chuyển được. Đây là một thế trận căng, chưa có một lợi thế nào cụ thể dành cho bên thi đấu nào cả. Chúng ta đã tiếp tục có một thế trận căng đến từ bên phía của đội tuyển Bacon Time. Tuy nhiên thì một thời điểm tăng tốc của Yan cũng sẽ là một thời điểm mà chúng ta cần phải rất lưu ý, bởi vì vị tướng này như đã nói đang chưa được nắm bắt hết được sức mạnh của vị tướng này. Thêm những cú lướt đến từ Yan ở trong nhịp thi đấu vừa qua, thật ra tôi còn bị khó ở trong cái việc là thực tế thì như thế nào để có thể hồi được lướt thêm một lần nữa. Cái đấy tôi sử dụng nó cũng chưa thực sự là nắm bắt được hết nội tại của Yan.
Nhưng chắc chắn thì Amon V sẽ nắm bắt được đầy đủ sự tinh hoa của vị tướng này nên mới mạnh dạn sử dụng ở trong một bối cảnh đặc biệt. Nhưng tính đến thời điểm này thì vẫn chưa có một sự chênh lệch nào. Ngay kể cả khi Bacon có được lợi thế về điểm hạ gục trong pha giao tranh vừa rồi thì lượng tiền nó vẫn đang là cân mà thôi. Đã có thanh kiếm đến từ vị trí của Camedi. Và chúng ta thấy Hoàng TD tự tin solo cùng với Joker như vậy là bởi vì anh ấy lên giày hộ vệ trong ván thi đấu này để giảm sát thương của đối phương. Tôi thấy có một cái điểm lợi dành cho chúng ta. Quay trở lại với trận đấu này thì có vẻ như BW đang gặp một vài nguy hiểm. Thật ra thì đối phương có lẽ hướng đến con Seja chăng. Tôi thấy có một điểm lợi cho chúng ta là chúng ta tái giao tranh rất là tốt. Đội bạn thì là đánh giao tranh cùng một thời điểm, cùng một nhịp thì với sự xuất hiện đến từ cả vị tướng Chanel nữa sẽ là rất là hay. Và vì vậy thế nên là chúng ta có thể thực hiện đến việc là tái giao tranh là một, và cái thứ hai nữa là nuôi lết là hai. Đều là những điểm có lợi dành cho chúng ta. Yan là một vị tướng mạnh nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Yan là một vị tướng nguy hiểm ở trong lối chơi của mình, hoàn toàn có thể gặp phải những sai lầm đến từ Yan. Và vì vậy thế nên chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng được. Maki vừa sử dụng một cú băng xương để kêu gọi lại giao tranh. Chúng ta thì có quyền công kéo giao tranh và chúng ta cần phải bình tĩnh thôi. Và vẫn đang rất bình tĩnh đến từ Hoàng TD và những người đồng đội. Chiêu cuối của Hàn gọi người lên. Lên hết rồi. 50 của Vigabing sẽ đánh thẳng vào cái trụ này của bên Bacon. Họ chỉ có 3. Bật lên cho mình mưa sao băng đang chia nhau sát thương đến từ trụ này. Lên hết rồi. Và đang có thêm một điểm hạ gục đến từ vị trí của Maki. Chúng ta có thể sẽ phải đổi lại bằng cái đường rồng khi mà Joker đang đẩy lên rất nhanh. Cavendi đã lùi về để có thể quay trở lại đường nhưng có lẽ Joker sẽ làm kịp. Và cẩn thận bởi vì Hoàng TD có thể bị bắt lại. Tuy nhiên thì lợi thế chúng ta được đi trước ở trong đơn thi đấu này. Và đây là Kim Sensei đang đứng ở gần cửa hàng Seja, nơi mà bớt bị khởi động và Quang Hải có mặt ở đây vẫn rất khó chịu đến từ người đi đường giữa của Bacon bởi vì Amon V đang lên và Yan có khả năng tiếp cận ở trong tình huống thi đấu này. Malix okay. Cũng ở gần đây nhưng phải bỏ thôi, phải bỏ con Seja này thôi. Tôi sợ họ ăn thôi. Và bên phía của đội tuyển Bacon họ cũng vẫn có những bước xử lý là khá ổn để khiến cho chúng ta gặp phải những sự khó chịu. Nhưng dẫu sao thì tình huống đánh chớp nhoáng lên nửa trên vẫn là có lợi với việc đem về thêm được một điểm hạ gục nữa bên cạnh cái trụ đổi lại ở phía nửa dưới của đối thủ. Và chúng ta có thể thấy được sự tự tin của Vegaming đúng không? Vegaming vẫn rất tự tin, bình tĩnh nhưng ngay lập tức tận dụng thời cơ nếu như có cơ hội. Hoàng TD đang được farm cháy máy ở trong trận đấu này, được tương tự là trường hợp của Joker. Có lẽ người thua thiệt nhất đó chính là vị trí của Quang Hải, nhưng đây là một vị trí không cần quá nhiều tiền vẫn có thể đánh tốt được. Chúng ta hơn tiền ở đường giữa và đó là điều mà tôi nghĩ rằng là bên phía Vegaming cố gắng để làm được điều đó. Tức là quan trọng chúng ta cần phải nuôi được ba hit, không hạ gục được Kim Sensei và cẩn thận Amon V kìa. Amon V đang đến và tấn công vào vị trí của Maris rất khắt và đó là điểm hạ gục thứ 3 liên tiếp thuộc về con gan đi rừng của Amon V rồi. Toàn bộ điểm đứng dưới cẩn thận đang do người đi rừng của họ ăn. Đứng dưới cẩn thận tấn công thẳng vào vị trí của Senel với có cần gọi người không ở khu vực đường dưới thì hai đến bên phía Vinh Minh rồi. Được rồi, Maki thất máu hay quá ở tuyến trên tập biến lên đến từ bên phía hay quá vào vị trí của Mugwan. Thêm một kẹo nữa đó là dây từng chân thật và ở cạnh trên thắng lớn đến từ bộ đôi Quang Hải và bớt ông thêm một lần nữa rồi. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, con gan này mạnh thì mạnh thật nhưng nó không phải là mạnh xuyên suốt quãng thời gian. Nếu như đánh hai nhịp Yan mất đi chiêu cuối, câu chuyện nó lại là câu chuyện khác hoàn toàn. Yan có thể rất mạnh khi cường hóa được sát thương của mình nhưng cũng không phải là một vị tướng mà lúc nào nó cũng trở nên thành một con quái vật cả. Và ở thời điểm này chúng ta đã có được những lợi thế đầu tiên mà hơn được một điểm hạ gục, và qua đó thì cái trụ ở bên phía Gundertal cũng đã có từ rất sớm. Chúng ta đang hơn đối phương khoảng 1.400 tiền, 1.500 tiền. Vigaming thực sự là rất dũng cảm, họ thật sự rất dũng cảm khi đánh thẳng vào điểm mạnh nhất của bên phía Bacon là cánh của Maki ở trong cả hai game đấu. Và đến thời điểm này thì họ vẫn có được những thành quả nhất định theo đúng ý đồ của mình. Cả hai bên vẫn đang chia rồng và xe ra khá đều giống như game đấu trước. Nhưng ở cuộc thi đấu thứ 8 này thì dường như là Amon V với con bài Yan không muốn để mất đi con xe ra bóng tối. Và các bạn có lẽ cũng không quên rằng những ván thắng mà Vigaming có thể tạo ra được trước Sài Gòn Phantom, một đội tuyển có đường trên rất mạnh, đều là những ván thắng mà họ đánh thẳng vào vị trí của Heeway. Và qua đó thì ở thời điểm này các thành viên đến từ bên phía của đội tuyển Vegaming vẫn đang làm theo chiến thuật đó. Họ vẫn đang khiến cho Maki rất khó chơi. Maki mất đi rất nhiều những chiêu thức cũng như là khả năng phòng vệ. Yan đang xuống dưới, chúng ta cần phải cẩn trọng, cần phải có một nhịp lùi về tỉnh táo. Chúng ta cần chờ đợi không? Chúng ta đang muốn đánh luôn ở trong tình huống thiếu này chứ không phải là lùi về. Hoàng TD đã về, sẽ quay trở lại một nhịp nữa. Amon V đang có được cho mình góc đánh nhưng Amon V đang đuổi theo Maris. Maris chưa phải nằm lại, Maris sẽ phải nằm lại trong tình huống thiếu này. Đội bạn rất mạnh trong giao tranh tổng. Và dồn sát thương vào Maki thì lần này không được rồi bởi đây là Senel đã đáp xuống đúng lúc và Maki thì có quay được quá tốt. Ăn hết lính đi. Con bài của mình, Hoàng TD cũng sẽ cố gắng đẩy nốt lính và rồi thì khó lòng để chạy về được nếu như không có một chiêu cuối đến từ Roy. Hoàng TD quay trở lại chơi đó là những gì mà Hoàng TD lựa chọn, không thể đổi được mạng cùng với Maki. Chúng ta chỉ còn lại mình Han trên bản đồ sau khi để cho đối phương có được 4 điểm hạ gục, còn một con xe nhưng một mình Han là đủ để dọn đi con xe này. Tuy nhiên thì họ sẽ có một tên bùa rất mạnh ở thời điểm này, đó là một pha thi đấu quay trở lại để đánh luôn đến từ bên kia của Vegaming. Nhưng có lẽ Vegaming cũng không ngờ rằng họ gọi quân đến nhanh như vậy. Họ gọi quân đủ cả 5 thành viên một cách rất nhanh. Đây là pha thi đấu mà Han đã gọi người. Chúng ta sẽ cướp lại con Seja này, một tình huống thi đấu mà chúng ta sẽ cướp lại cả bạc. Và con Seja chẳng, con Seja đã tung lên một nhịp. Seja thuộc về Quang Hải, mạng thuộc về đúng chúng ta, mạng thuộc về Quang Hải. Sắt đao được Han, được Yan. Rất tuyệt vời đến từ Roy, rất tuyệt
tuyệt vời đến từ Hàn với một tình huống kêu gọi là vô cùng hợp lý. Để rồi bây giờ cùng với con xe ra này thì Vegaming đã muốn lấy đi cái trụ đường dưỡng cực kỳ quan trọng của đối phương, nhưng có vẻ như Vegaming lại hơi vội khi thả con xe ra khi tên lính còn đang ở hơi xa. Nhưng không sao, khi đối phương cũng đang không có nhiều nhân lực để phòng ngự thì chúng ta vẫn có thể lấy được cái trụ này. Rất ổn trong ba thi đấu này, rất ổn trong ba thi đấu này. Người dẫn được về mặt thế trận sau tình huống thi đấu này lại là chúng ta, một tình huống phản công mà ngay lập tức thì thế mạnh của đội bạn đã lại trở thành thế yếu. Yan một con bài rất quái vật ở trong những tình huống thi đấu vừa qua đã phải nằm lại. Và qua đó lượng tiền vẫn được duy trì là 1.500 tiền từ trong tay Gaming. Phản kéo giao tranh là mẫu mực. Chúng ta đang được xem lại tình huống highlight giao tranh nơi mà bên phía Thái Lan có lợi thế, khi mà đây đã nằm trong sự tính toán của họ với việc gọi CNL đến cứu Yena để phản giao tranh. Nhưng sau đó thì Vigaming cũng có một tình huống phản giao tranh rất hay với chiêu cuối đến từ Roy. Roy này là để bắt cặp cùng với CNL, họ có thể di chuyển được thì chúng ta cũng có thể di chuyển được, và thậm chí là di chuyển đông hơn. Và hơn thế nữa, chúng ta có thể di chuyển một cách rất toàn diện với nhiều nhịp. Bởi vì rõ ràng là đội bạn nếu như CNL đến được thì cũng chỉ là một cá nhân thôi, còn chúng ta nếu như tập hợp được thì chắc chắn là 5 người. Trong thế trận đó thì việc đẩy lẻ tốt sẽ là tiên cơ để chúng ta có thể tập trung người mà không phải lo lắng. Đây là thời điểm mà các thành viên đến từ bên phía của đội tuyển Vgaming vẫn đang dẫn tiền. Và hơn thế nữa, tiền nằm trong tay của chủ lực của chúng ta, BLB, có Hoàng TD. Và ở thời điểm hiện tại phần nào là Quang Hải đang có tiền rất tốt. BLB có thể lùi về với chiêu cuối của Rui và thậm chí là quay trở lại thêm một lần nữa chẳng. Chúng ta có quay trở lại hay không đây? Cần phải cẩn trọng. Han đang bật lên chiêu cuối để gọi BLB quay trở lại thêm, gọi thêm cả Kim Sơn Sanh đến bắt vào vị trí của Kim Sơn Sanh. Kim Sơn Sanh mất đi tốc biến rồi. BLB vẫn đang tiếp tục dí, sẽ cướp đi con bùa đỏ, đồng thời cũng phải quay trở về khu vực đường giữa thôi, nơi mà Yan của AMP đang đẩy lên. Han hay quá, lấy trụ xong hay về. Rất thông minh đến từ những bước xử lý nhỏ của Vgaming. Bởi đó là một tình huống thi đấu không cần lính đến từ bên phía của Vgaming nên nó cực kỳ là chuẩn xác. Chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là những pha đục trụ như thế này hoàn toàn có thể mang lại rất nhiều những sự khó chịu dành cho đội bạn. Và nên nhớ rằng trận đấu này Vgaming đang lấy trụ tương đối hay, và qua đó thì việc mà đối phương đang không thể có được cho mình một lượng trụ nhiều cũng là một yếu tố khiến cho đội bạn sẽ trở nên nóng vội hơn, bởi vì trận đấu này họ đang chưa kiểm soát được. Trong khi đó thì chúng ta với trận đấu này có lẽ chúng ta đang hướng đến chiến thắng chứ không phải là những cái trụ, nhưng vì vậy thế nên đội bạn lại càng bị rơi vào một thế bí hơn. Đúng là ở thời điểm này thì Vgaming sẽ hoàn toàn là hướng đến chiến thắng thay vì là những cái trụ, khi mà thế trận vẫn đang là rất ổn ở trong tình huống đánh kiểu. Vgaming cùng với Han lại tiếp tục gọi những người đồng đội lên, và lần này mục tiêu bị quay lại là AMP và Yan lên bảng đếm số. Hay là tôi Tao X đến không có ý nghĩa gì cả, là điểm mạng cũng thứ hai là Vgaming, đó là Hoàng TD, đó là Vgaming. Chúng ta sẽ lùi về. Hay đội bạn để lại được một cái trụ ở khu vực đường giữa với sự di chuyển đến từ Maki, nhưng không sao cả, khi đó vẫn đang là những lợi thế dành cho Vgaming về mặt quân số. Bởi vì rõ ràng Maki muốn lấy được nhiều hơn rất nhiều chỉ là một cái trụ ở khu vực đường giữa, bởi vì trong ba thi đấu vừa rồi chắc chắn Maki muốn đục thật sâu, nhưng vì chúng ta có được cho mình vị tướng Rui nên họ không thể làm được điều đó. Một con xe ra sẽ thuộc về quyền kiểm soát của chúng ta và họ không thể làm gì. Thậm chí con dòng tiếp theo có lẽ họ cũng khó có thể làm được điều gì đó. Một tình huống thi đấu rất tốt dành cho bên phía của đội tuyển Vgaming, và đây là cơ hội. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội. Đúng là cơ hội khi mà chúng ta có thêm một con xe ra, và với việc vẫn đang có được một lượng người là đầy đủ thì đang cố gắng để có thể đẩy lính lên, đẩy lùi Bacon về, sau đó ăn thêm con rồng, có một turn hai bùa và làm mọi thứ một cách dần dần. Vgaming hãy cứ bình tĩnh thôi. Đứng dưới đang là rất sáng sủa rồi. Chiêu cuối được đặt ra đến từ vị trí của Roy để tấn công vào cánh dưới, và BLB đang rất tự tin để có thể giơ mặt lên phía trên, cự lại với toàn bộ đội hình của Bacon và cùng với những người đồng đội đẩy lính lên, tạo ra thế đánh cướp bùa xanh dành cho Vgaming. Quan trọng là đội bạn không hiểu rằng mình sẽ phải đáp cánh nào. Chúng ta thấy chiêu cuối ở đường dưới, chúng ta thấy hai thành viên ở đường trên, chúng ta không biết rằng chúng ta có ơn ở đường dưới hay không, và đó là lý do tại sao mà đội bạn đáp trụ nó rất khó khăn ở trong tình huống vừa rồi. Họ đã bắt chi trụ đường trên, và bây giờ là con rồng tiếp theo. Lợi thế của đội tuyển bây giờ đã là con số khủng khiếp, và AMP đã yếu đi rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua, dù anh ta có 5 điểm mà cũng. Và món trang bị thứ 5 tôi tin rằng sẽ lại càng khiến cho AMP không thể khỏe lên được khi lên đao duy hồn ở món trang bị thứ 5 này. Chúng ta cũng chẳng phải là những vị tướng quá thiên về hồi phục, nên một món trang bị như vậy cũng sẽ khiến bớt phải những sự khó khăn, và Yan lại tiếp tục bị trói ở trong sát vực của bớt LB rồi. Và đó là điểm vàng của Ultimate dành cho bớt LB. Chưa dừng lại ở đây, mặc mặc bị bắt, Hoàng TD bắn thoải mái, Quang Hải dí được Tao X. Thắng rồi, Vgaming thắng rồi. Chắc chắn sẽ là chiến thắng dành cho Vgaming, mặc dù ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa tiến vào giá trị của đối phương, nhưng không còn cơ hội nào cho Vgaming làm. Chúng ta không cần trụ, đánh thẳng vào giá trị của Vgaming, đập ra chiều, hủy diệt đối phương, quét sạch đối phương. Vgaming 2-0 dành cho Vgaming, và đại diện của Việt Nam Đường Hoàng đứng đầu
bảng tử thần thêm một lần nữa ở AIC. Và chúng ta có thể mất đi top 1 của chúng ta thì đội bạn cũng vậy, Thái Lan cũng vậy. Bacon phải lo, Bacon chỉ cần một trận hòa nữa thôi thì Bacon về. Có lẽ là như vậy, Bacon sẽ không thể nào có một thế trận dễ dàng với bên phía của đội tuyển Mad Team nữa. Có lẽ Mad Team đang cảm ơn V Gaming, còn chúng ta có quyền tự hào với V Gaming ở bảng đấu này. Chắc chắn là như vậy rồi. Lần thứ 2 ở một bảng đấu được coi là tử thần, nhưng lần thứ 2 thì V Gaming vượt qua bảng đấu của mình bằng một cách thuyết phục nhất. Họ đứng đầu, chắc chắn là sẽ đứng đầu với chiến thắng này của Bacon, khi mà bây giờ Mad Team cũng đã thua hiệu số ở trận hòa kia. Và như vậy thì V Gaming họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình tại AIC 2022 và cùng với Team Flash trở thành hai niềm hy vọng của Liên Quân Mobile Việt Nam tại giải đấu lần này. Xin được cảm ơn các thành viên đến từ V Gaming. Ngày hôm nay họ đã thi đấu rất khác so với giai đoạn 1, và ngày hôm nay họ đã đem đến một niềm vui rất bùng nổ dành cho các khán giả của Liên Quân Mobile Việt Nam. Niềm vui còn lớn hơn khi nhìn vào những bài đánh đến từ bên phía của V Gaming. Niềm vui còn lớn hơn rất nhiều khi chúng ta nhìn vào những bài đánh, những miếng đánh, những pha phản công đến từ V Gaming. Nó cho thấy một điều rất khác, một điều rất khác. Đây là một đội tuyển có thực lực và có bài đánh, có miếng đánh. Và miếng đánh của chúng ta chẳng giống với miếng đánh của đội tuyển nào cả. Nó không giống với bất kỳ một đội tuyển nào cả. Và chúng ta có quyền tự hào về điều đó. V Gaming đã làm nên một cơn thịnh nộ thực sự là đáng xem ở trong ngày thi đấu hôm nay. Và ở thời điểm này thì chắc chắn rồi, V Gaming sẽ phải sướng lĩnh cho lá cờ đầu của đội tuyển Việt Nam, bởi vì họ đang chứng minh được rất nhiều điều, không chỉ là ở điểm số. Đúng là như vậy, họ đang làm được rất nhiều điều. Thêm một lần nữa thì V Gaming lại đã đem đến những sự thú vị, và có lẽ là những sự lựa chọn counter trợ thủ của ban huấn luyện V Gaming ngày hôm nay xứng đáng được ngợi khen. Amelie đối đầu với Brock và Roy đối đầu với Senel quá tuyệt vời. Và chúng ta có lẽ sẽ được nhìn thấy Maki có lẽ là cảm thấy rất đau và rất cay sau ngày thi đấu hôm nay. Chúng ta đã có thể khiến cho một con quái vật ở đường tà thần xảy ra thế giới phải cất nín. Bird LB, ngày hôm nay là ngày của Bird LB chứ không phải là ngày của Maki. Ngày hôm nay thực sự là một ngày tỏa sáng rực rỡ đến từ người chơi đường tà thần xảy ra của đội tuyển V Gaming. Và xin nhắc lại một lần nữa, V Gaming có thể là một đội tuyển để rơi những khoảnh khắc, nhưng đang là một đội tuyển mà khôn trợ dại nhà. Đúng là trường hợp của V Gaming nó lại hơi khác với trường hợp của Sài Gòn Pato một chút. Khi mà họ có thể để lội ngược dòng nhiều ở giải đấu quốc nội thì họ chưa thành công khi chưa lên đỉnh cao một lần nào. Nhưng cứ ra quốc tế và tại AIC thì V Gaming lại thi đấu cực kỳ cảm xúc. Hành trình của V Gaming chưa biết là sẽ đi xa đến đâu với vị trí đầu bảng này của bảng D tử thần. Nhưng những gì mà họ làm ngày hôm nay nó sẽ lại đem về những tình cảm của khán giả dành cho họ. Thứ tình cảm mà qua việc họ quá nhiều lần về nhì thì đôi khi nó bị hao hụt đi một chút. Nhưng với bối cảnh như thế này, một bối cảnh mà Liên Quân Mobile Việt Nam có phần hơi khủng hoảng niềm tin khi lá cờ đầu bị loại, thì ngày hôm nay V Gaming lại bơm thêm rất nhiều niềm tin vào dành cho các khán giả của Liên Quân Mobile Việt Nam với cách thắng thuyết phục như thế này trước nhà vô địch của Thái Lan rồi. Tôi nghĩ nó cũng rất tương đồng với cảm xúc mà anh Dũng đã từng dành cho Liverpool mỗi lần mà Liverpool ra đấu trường quốc tế, đấu trường C1 đúng không? Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là các thành viên đến từ bên phía của V Gaming rất xứng đáng để nhận được những lời khen tặng dành cho các bạn khán giả. Tuy nhiên thì như đã nói, chặng đường vẫn còn rất dài với V Gaming. Một chuỗi chiến thắng ở trong mùa giải năm ngoái thực sự rất khó để làm lại, nhưng có lẽ lúc này chúng ta đang cần V Gaming phải đem lại được tiếp tục là những cuộc chơi mang tính chất là thú vị ở trong cái lối đánh, cũng như là quan trọng hơn nữa là mặt kết quả. Chúng ta cũng rất cần kết quả. Có lẽ việc đánh hay đến như thế nào, mang lại thế trận tươi đến như thế nào và mang lại cho mình một cái sự rực lửa đến như thế nào, nó vẫn cần phải kèm theo cả kết quả nữa. Và V Gaming sẽ phải mang lại một kết quả gì đó ở trong mùa giải năm nay. Tôi không muốn đặt V Gaming vào một thế phải vô địch hay phải làm một điều gì đó quá to tát, nhưng quan trọng nhất rằng là V Gaming vẫn phải tiến, và tiến tương đối sâu ở trong mùa giải năm nay. Hãy cố gắng lên, hãy tiếp tục tiến lên những chàng trai của V Gaming. Ngày hôm nay thì họ đã làm rất tốt rồi, và cái quan trọng là ở trong cả hai trận đấu với Mad Team cùng với Bacon, một trận thắng, một trận hòa, có một ván thua thì ngay kể cả ván thua đó thế trận cũng là tốt. Và trước ngày thi đấu hôm nay thì chúng ta cũng vẫn đều đánh giá rất cao Bacon Time. Chúng ta vẫn biết rằng Mad Team là một đội tuyển nguy hiểm trên đấu trường quốc tế, nhưng V Gaming đã vượt qua được. Và thêm một lần nữa họ rất xứng đáng với chiến thắng này. Và thêm một lần nữa thì chúng ta có được cho mình một trận thắng hay trước một đại diện mạnh. Và đây là một chiến thắng cực kỳ đẹp mắt trước bên phía của đại diện top 1 của server Thái Lan, đó là APL Thái Lan Bacon Time. Ở thời điểm hiện tại chúng ta đã được xem lại một lần nữa thông số của trận đấu này. 14 phút thi đấu để V Gaming giải quyết trận đấu này. Không có một ai có thể ngăn cản được V Gaming với vị trí đầu bảng. Có lẽ bây giờ thì Mad Team sẽ hy vọng vào một trận lấy hai đường mega liên tiếp chăng?
Nhưng mà nếu mà như thế thì tôi thấy rằng là cái cửa của Mad Team có lẽ là nó cũng không phải thực sự là cao hoàn toàn. Bởi vì là Mad Team trong cuộc đối đầu với VG Minh lấy trụ không tốt. Thế nên là ở trong cuộc đụng độ này dù họ có lấy trụ tốt đến mấy đi chăng nữa, chúng ta có đến hai cặp trận đều lấy trụ tốt cơ mà. Thế nên là cái chuyện mà người Thái với người Đài tự đi mà lo. Còn ở thời điểm này thì chúng tôi cũng chém trệ ngôi vị đầu bảng của bảng tử thần này rồi. Mà ông Thái thì giờ này thì bắt đầu là ngồi bắt đầu lo sốt vó chứ không phải là lo nữa rồi. Bây giờ là cái thế trận, việc kiểm soát cả về cái mặt gọi là làm nào về mặt hiệu số. Bây giờ khi không phải hiệu số nữa rồi, buộc phải thắng hai trận. Buộc phải thắng hai trận. Bây giờ Mad Team chỉ đơn giản nhất là bây giờ cố gắng để làm sao để hòa được bên phía của đội tuyển đến từ Thái Lan mà thôi. Và Mad Team cũng không còn cửa nào khác ngoài cửa hòa. Baker Time thì buộc phải thắng. Chúng ta đang đến với MVP của trận đấu này, một ngày thi đấu quá xứng đáng đến từ Bud LB. Một lần nữa gọi tên Bud LB cho danh hiệu MVP này. Và các bạn khán giả có chờ đợi gì nữa mà không follow Bud LB? Em Bud với cú pháp đang được nhìn thấy ở trên trang fanpage mà chúng tôi đang ghim lên ở trên màn hình cạnh chữ Bud LB đây. Đó chính là fanpage Bud LB của người đi đường tà thần xe ra bên phía VGaming. Ngày hôm nay thì Bud LB đã đánh cho FMVP của bên phía giải Thái hiểu vấn đề. Và có thể một lần nữa em Bud LB không phải là người số 1, nhưng người số 1 nào Bud LB cũng thắng được. Và thực sự thì bây giờ thì là lúc mà tôi sẽ quay ra đáp trả những bạn mà bảo là hôm nay chúng ta mất đi thêm một đại diện nữa. Có lẽ đây là điều mà tôi rất rất muốn làm. Mặc dù vậy thì chắc là cũng không gáy. Và có lẽ là tôi với Dũng có lẽ là giữ nguyên vị trí ngày này nhỉ. Rất hợp phong thủy. Bây giờ thì khép lại trận thi đấu này, chúng ta sẽ đến với cảm xúc tưng bừng của đội tuyển đứng đầu bảng D tử thần. Đó là VGaming sau chiến thắng vang dội trước đương kim vô địch của Thái Lan. Xin chào tất cả các bạn, mình là Kim Ngân và đây là phần phỏng vấn của AIC 2022. Vừa rồi chúng ta đã chứng kiến một pha lật kèo đầy cảm xúc đến từ vị trí VGaming. Điều đó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào tương lai của đội tuyển Việt Nam tại mùa giải lần này. Còn bây giờ thì hãy cùng Kim Ngân lắng nghe những cảm nhận của Quang Hải về trận thi đấu vừa rồi nhé. Xin chào Quang Hải. Trước hết thì bạn có thể gửi một lời chào đến các bạn khán giả đang theo dõi được không ạ? Em chào tất cả mọi người nha. Không biết là cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào khi mà vừa giành được chiến thắng trước đương kim vô địch của Thái Lan? Em cảm thấy rất vui và tuyệt vời, kèm theo đó là một đôi chút hạnh phúc. Một đôi chút hạnh phúc chứ không phải là hạnh phúc nhiều ạ. Vào sâu hơn nữa thì mình sẽ hạnh phúc nhiều hơn đúng không? Vậy thì Kim Ngân thấy là các bạn có vẻ rất ưa chuộng bộ ba Kahi, Nakroth và Quy. Không biết đây có phải là bài đánh mà các bạn đã luyện tập từ rất lâu rồi không ạ? Đây có lẽ là ba kiểu bộ đánh mà tụi em đã luyện tập ở nhà rất là nhiều. Và vào trong giải thì có cơ hội để sử dụng thì mình cứ chơi thôi. Vậy thì trong khoảng thời gian tiếp theo các bạn có định tiếp tục sử dụng bộ ba này nữa hay không ạ? Chắc chắn là sẽ có nếu mà pick được. Trong pha combat cuối cùng thì tại sao các bạn lại quyết định đánh lên? Vì tụi em thấy kiểu khả năng kiểu con xe ra thứ hai nó ra rồi á, nên là tụi em quyết định phải đánh vào đây chứ nếu mà bị team bạn cấu tiếp là sẽ thua. Nói chung là có rút kinh nghiệm từ trận trước rồi. Đã rút kinh nghiệm từ trận trước. Vậy không biết lúc đó ai là người khô team ha? Em với thằng Madrid. Dạ sao ạ? Nếu mà cuối game á thì thường nếu mà cuối game á thì em Hân và Madrid, thì hôm nay là em với Madrid côn. Nói chung là giao tranh á, cuối game là ba người ấy côn. Dạ. Vậy thì các bạn đã chắc chắn là sẽ tiến vào vòng tứ kết rồi. Lát nữa sẽ có trận thi đấu giữa Mad Team và Bacon Time. Không biết là bạn dự đoán ai sẽ là người chiến thắng? Bà con đi. Là một với cho bà con đúng không? Vậy thì bây giờ các bạn hãy nói một câu để khán giả tiếp tục ủng hộ các bạn đi nào. Sắp tới tụi em đã vào, hiện tại tụi em đã vượt qua vòng bảng tử thần. Thì sắp tới tụi em sẽ đánh tứ kết, thì mong tất cả mọi người ủng hộ team em, cũng có nghĩa là ủng hộ thêm team Flash nữa để cố gắng giữ chức vô địch, cố gắng lấy cái chức cao nhất của AOG. Vâng, rất tự tin đúng không ạ? Vậy thì Kim Ngân cũng mong là các bạn có thể tiếp tục ủng hộ cho VGaming trong những trận thi đấu sắp tới nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với kèo đối đầu giữa Triwa United Esports và Biker Tobia Esports.